Rồi. Ơi các bạn vào rất lẹ nha, các bạn vào nha. Security các bạn có thể chat, không thể share screen. À, thể chat, có thể rename. Các bạn đã đổi tên mình đấy nhá, đổi lớp mã sinh viên. Lớp lớp mấy, mã sinh viên và họ tên. Rồi start. Các bạn có thể share video with both. Ok, đi đấy, được hai mấy bạn vào rồi. Ok, lát dễ sợ. Nó lát dễ sợ luôn. Ok. Sao ta? Các bạn ơi, các bạn mới vào, các bạn nói cho cô cái. Nhắc đừng trở thành họ, bởi vì đây sẽ là năm kiểu. Ok. Ai mở cái gì ấy nhỉ? Hai. Rồi, các bạn nhìn thấy cô rồi nha. Rồi, ông nào connect audio đấy? Bạn gì đây? Thân hả? Thanh hả? Mình chưa. Rồi, tuyệt vời. Đấy, đã được 47 bạn rồi. Rồi đợi một chút nha. Đúng rồi, các bạn thoát bên mít đi. Menu cấp 2 mà em để chuột vào chỗ chọn và mà xung quanh chữ đó nó lên cái background color thì dài gì? Thực ra là cái Minh Tuấn ơi, cái JavaScript nó không làm cái menu, nó không cần dùng từ JavaScript, em vẫn làm được. Em chỉ cần dùng CSS là các bạn làm được rồi nhá. Rồi. Ok, chờ một xíu nha các bạn. Chờ một xíu nha. Thoát ra hết cái mic đi rồi là mình sẽ vào Zoom hết nha các bạn.
Rồi, ok. Ờ, để cô coi lại cái mít ok chưa nha. Rồi. Từ để cô tắt cái mít nha. Ủa sao bên mít vẫn còn đông nhỉ? 2, 4, 5, 5, 35, có mười mấy bạn bên mít. Rồi, ok. Cô, cái này có một cái lợi thế là các bạn record được. À, em không nghe hả? Cao Hoàng Thành ơi, em các bạn khác có nghe không hả? Alo? À, vẫn nghe, chứng tỏ là Cao Hoàng Thành. Ừ, em bấm vào cái đã coi đã không nhà ai đó kìa. Không sao, không sao, các bạn biết mà. Đấy, đấy, Minh Hoàng đã tắt rồi. Em vào cái mũi tên ở chỗ bên chỗ cái mute chứ, cái mic á. Thì em chọn là nó chọn là gì ta, audio setting hả? Tại vì lúc các bạn mở, các bạn vào ấy là các bạn, người ta nó sẽ có một câu hỏi là bạn có join với cái audio with wifi hay không. Đấy, các bạn nhấn yes là các bạn nghe được. Tức là các bạn phải bấm nó chọn, nhưng mà khi mà chưa chọn thì hoặc là em thoát ra em vào lại, hoặc là chọn ở đâu đây nè, là cái speaker cái gì nè, microphone với cái speaker nè, đấy mấy cái mũi tên đó, các bạn chịu khó một chút nha. Rồi, ok. Rồi, cô sẽ tắt mic nha, cô sẽ tắt. Rồi, cô tắt để cho nó nhẹ một chút. Tại vì là khi cô mở cho nó nặng lắm. Ok, xong rồi. Bây giờ cô sẽ share cái màn hình lên nè. Cô sẽ mở... thứ nhất buổi hôm nay mình sẽ có hai vấn đề. Một là cô sẽ trả lời một các cái câu hỏi của các bạn để cô record lại nhé. Đang record. Đang record luôn này. Recording nè, ok. Cô sẽ gửi cái bản ghi âm này lại cho các bạn nhé. Bản quay này lại cho các bạn sau khi mà mình sẽ học xong. Đấy. Thì hôm nay sẽ chia sẻ hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là một số câu hỏi các bạn về bài học, các bài lab các bạn có thể hỏi. Vấn đề thứ hai nữa là cô sẽ review các cái bài tập của các bạn nhé. Thì để cô share cái màn hình.
Để cô share cái màn hình nhé. Share screen. Share hình như là share cái này là share hết rồi sao á? Các bạn thấy hết cái màn hình của cô không? Chết chà. Các bạn thấy hết đúng không? Hình như là thấy hết nè. Các bạn thấy hết màn hình của cô không ạ? Alo? Rồi. Đã có cô ơi. Ừ. Ok, ok, ok. Vậy là cái này là cô sẽ toàn bộ screen nè. Các bạn thấy hết màn hình nhá. Rồi. Thì câu hỏi thứ nhất của bạn... khi nãy bạn nào cũng quên rồi. Bạn hỏi cô về cái... máy tính. Các bạn có thể đặt bất kỳ câu hỏi nào mà cô mà lỡ trôi tin thì các bạn có thể nhắn tin nha. À có thể gọi mở mic ra các bạn nói ha. Các bạn được mở mic thoải mái. Ok, vậy bây giờ mình sẽ làm cái bài là máy tính ha. Các bạn mở Visual Studio Code lên. Thì bây giờ sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái bài máy tính. Ok nhá. Đây, để cô tắt cái này đi ha. Đây, cái bài bữa trước mình làm đây. Cái lớp mình bữa trước đây. Ok, GS đây. Thì cô new một cái file mới. Cô đặt bài là máy tính đúng không? Calculator. Calculator.html nhé. Ok. Thì bước 1 là các bạn phải làm giao diện trước. Bước 2 là... Bước 1 là các bạn làm giao diện. Bước 2 là các bạn sẽ xử lý JavaScript. Thì các bạn có một cái div. Cái thẻ div, trong thẻ div này các bạn để cho cô các cái ô, các cái button. Các cái button. Bây giờ các bạn để là số 1. À, cô mở luôn cái calculator này để các bạn coi này. Đây. Đây là một cái calculator cơ bản. Cơ bản nhá. Đây. Thì các bạn bỏ bớt những cái nút mà lằng nhằng đi đi. Đấy, mình sẽ thấy là ở dưới nè. Nó mình sẽ nhìn cái khúc dưới thôi. Cái khúc là số 7 nè. Vậy mình sẽ có số 7, số 8, số 9 với chữ nhân, số nhân. Đúng không? Đó, ví dụ như thế. Cộng trừ nhân chia xong bằng. Gì đó, đúng không ạ? Đấy, thì cô sẽ làm là... ví dụ cô sẽ copy các cái button. À, copy các button. Mình sẽ có mấy button ạ? Đây là 1, 2, 3, 4. 4. Xong các bạn lại br cái. Hoặc là các bạn để trong thẻ p. Các bạn để thẻ br cho nó xuống dòng. Xong rồi các bạn lại có 4 cái nữa. Đúng không? 4, 4, 16 đúng không ạ? À, br cái nữa. Xong các bạn có 4 cái. Đúng không? Br. Rồi, 4 cái nữa. 1, 2, 3, 4. Ok. Rồi. À, chạy lên. Các bạn chạy anh này lên. Run. Rồi. Chờ xíu nha. Ok, đấy. Nhìn đẹp chưa? Nhưng mà nó nhỏ xíu à. Cô thu nó lại. Các bạn nhìn cho dễ nha. Đây, cô thu anh này lại. Rồi, anh này cô cũng thu lại. Đấy, nó nằm mất tiêu rồi. Đây. Trời ơi trời. Úi trời. Nó lắc lắc á. Nó lắc á. Rồi, mình nắm này. Mình kéo sang một bên. Nhá. Đó. Mình kéo sang một bên. Đó. Ok. Rồi. Thì các bạn để cho cô là cái deep này là các bạn để cái style. Là tech line center. Chà. Tech line. Các bạn để center. Ý da. Nó nhấp ta. Đấy. Ý da. 6 cent. Tab cái. Lưu lại. Đấy. Nó ra giữa này. Các bạn thấy không? Nó ra giữa này. Ok. Bây giờ các bạn đặt CSS cho mấy cái button này đi ha. Các bạn để cái style. Các bạn để cái button, cái thẻ button nha. Cô để ở đây là để các bạn nhìn cho dễ. Không các bạn tách ra một cái file CSS riêng. Button các bạn để cái width kia hay ha.
cái width. Như các bạn để 30 pixel. Cái hay các bạn để 30 pixel, mình làm cho nó đẹp đẽ một xíu, nó bự hơn. Bạn vẫn chưa bự lắm đúng không? 40. Đấy, 40. Ok. À, nó bình thường là nó sẽ không có cái khoảng trắng đâu. Bây giờ cô sẽ để em các bạn coi nè. Cô để là sao margin. Auto. Các bạn thấy nó sẽ mất cái khoảng trắng, nó sát ơi là sát với nhau đúng không? Bây giờ các bạn để muốn nó không sát với nhau thì các bạn để cho cô cái margin. Vô để 5 pixel hoặc 10 pixel. Đấy, các bạn thấy nó giãn ra. Đúng không ạ? Để 5 thôi, 10 bự quá. Đúng không? Đấy, nó sẽ giãn ra, nhìn nó đẹp hơn. Ok không ạ? Rồi. Thì ở phía trên cô sẽ làm cho nó một cái ô để hiển thị. Có nhiều cách để làm nhé. Cái bài mà đề bài nó đơn giản hơn. Nhưng mà cô sẽ làm một cái cách nó có thể phức tạp hơn một xíu, nó khó một xíu thôi nhưng không khó lắm. Đó là ở đây cô sẽ để một cái input 2.text. Đấy, các bạn sẽ thấy là cái input nó hiển thị đây. Và các bạn cho nó một cái br cho nó xuống dòng. Đúng không ạ? Đấy. Và input này các bạn cũng để cho nó cái CSS đúng không ạ? Đây. Là width. Các bạn để có thể là để 300 pixel xem có nó có bự không nhá. Ồ bự quá. 200 thôi. Đúng không? Đấy, vừa đẹp. Rồi các bạn để cho hay 40 pixel luôn. Đấy. Ok. Thì các bạn nhấn ở đây, chữ nó hiển thị ra đây, nhấn đây chữ hiển thị ra đây. Rồi chữ các bạn muốn bự một tí, các bạn để cho cô cái font size. Font size. Các bạn để là 20 pixel, pixel, pixel. Bự rồi đúng không? Ok, để tạm vậy thôi. Rồi, ở đây các bạn để cho cô nè, số 7. À, số 8. Số 9. Đúng không? Và dấu bên này là dấu gì ạ? Dấu này là dấu nhân. Đúng không ạ? Cộng trừ nhân chia. Đấy. Dấu bằng, dấu chấm. Gì đó, nhân, dấu nhân để chữ x nhỏ, đúng không? Rồi, cái này là 4, cái này là 5, cái này là 6, và cái này là trừ. Rồi, cái này là 3, cái này là 1, cái này là 2, cái này là 3, và cái này là dấu cộng. Rồi, ở dưới là cái gì ta? Nó mất cái gì á? À, nó mất cái này. Ôi giời ơi. Đấy, nó không báo lỗi, mà mất là nó không hiển thị thôi. 1, 2, 3 dấu cộng, con này cái này là chia. Số 0, dấu chấm, dấu bằng. Đấy, cái cuối cùng là dấu chia. Đúng không? Số 0, dấu chấm, và cái này là dấu bằng. Ok, đấy, vậy đó. Mình làm một cái đơn giản thôi, cộng trừ nhân chia thôi. Vậy là xong, mình xong một cái giao diện nhé các bạn. Rồi, các bạn để ý cho cô nè. Ở đây thì mình sẽ có chia thành hai cái. Một cái là các cái dấu bằng. Dấu bằng này là lúc mình nhấn. Bây giờ đã xong giao diện rồi. Coi như là xong giao diện rồi. Không, các bạn thích thì làm đẹp, không thích thì thôi. Không quan trọng lắm. À, bây giờ mình qua chức năng nè. Bây giờ cái này mới là cả vấn đề nhé. Bây giờ mình phân tích chức năng nha các bạn. Thì ở đây là mình sẽ có là mình phân tích tí nha. Mình nhấn số 7. Xong mình nhân 6, nhấn dấu bằng, 6 7 4 nó phải ra cái số 42. Nhấn dấu 7 thì 7 nó nằm ở đây. À, chữ ở đây nhỏ quá, cô thêm cái chữ input này là font size 20 đi ha, 20 pixel. Ok. Đấy, cho nó bự bự tí. Nhấn 7 nó phải lên đây. Nhấn dấu nhân nó phải đè đằng sau dấu nhân. Đấy, nhấn dấu 4 nó phải lên đây. Nhấn dấu bằng thì nó ra kết quả, nó xóa hết, nó ra kết quả. Hoặc là nó ra dấu bằng bao nhiêu đó. Đúng không ạ? Thì cô nhấn dấu bỡ số 7 nè. Đó, thì nó nhấn số 7, nhấn dấu 8. Liên tiếp đằng sau thì nó nhấn là 7, 8. Đó, ok không? Đấy, nó sẽ nhấn, tức là nhấn số thì nó sẽ hiện lên đây.
Thì bây giờ cô sẽ làm cái chức năng là nhấn vào hiển thị trước. Nhấn vào hiển thị trước. Ok chưa? Đó. Vậy thì khi cô click chuột vào một số thì ở trên này nó sẽ liệt kê ra. Đó. Ok. À, vậy thì đầu tiên cô sẽ làm một cái thao tác đầu tiên là click số đã. Mừng các bạn đi từng bước nha. Vậy thì khi cô click thì nó ở đây nó sẽ bắt cái sự kiện on click. Đó. Và khi cô on click thì nó phải gọi một cái hành động nào đó. Một cái hành động nào đó. Ok. Vậy thì cái hành động này tôi không biết là hành động gì. Thì tôi phải viết một cái hàm. Tôi phải viết để xử lý cái hành động đó. Thì cô gọi nó là viết hàm. Ok chưa? Rồi ở đây cô sẽ viết một cái script cuối. Cô nhắc lại nha. JavaScript viết tốt nhất là nằm ở cuối. À, sau cái HTML á, nằm ở cuối cùng. Lý do vì sao mà viết tốt nhất ở cuối thì bữa nào cuồn cuộn tôi nói tiếp nha. Rồi, script cô viết ở dưới này. Cô có thể viết một cái file riêng mà từ từ tôi viết vào đây để các bạn nhìn theo dõi đấy nha. Rồi, bây giờ tôi phải viết chức năng để tôi nhận được cái số này. Nhận tôi phải bắt được số 7 đó. Vấn đề là cô phải bắt được số 7 đó. Được chưa? Rồi, vậy thì tôi phải viết một cái function. Function là viết như thế này. Tôi gọi là chọn số. Ok, vậy đi. Chọn số. Viết đại vậy đi. Đặt tên hàm. Đây nhá, đây là cách viết function này, viết hàm nè. Cái này là tên hàm nè. Sau tên hàm nó phải có dấu mốc tròn. Trong dấu mốc tròn có thể có đối số hoặc không có đối số. Ok. Bây giờ trước mắt là cô viết chưa có đối số đã. Các bạn mà coi video của các bạn phải coi kỹ nha. Tại vì tôi sẽ nói từng bước. Rồi, tôi sẽ nói cái chưa có đối số đã. Rồi nha. Sau đó thì cô làm sao cô lấy được cái số 7. Được chưa? Rồi, bây giờ để lấy số 7 thì có nhiều cách để lấy số 7. Nhưng mà ơi cô sẽ có nhiều cách để cô lấy số 7. Nhưng mà có một cách là là cô có thể là đặt cho cái số 7 một cái ID. Đây, có một cách là cô đặt cho số 7 là ID. Là các bạn cô có thể là Burtoner. Cô đặt là số 7 đi ha. Đó, số 7. Thì cô sẽ lấy là và số 7 sẽ gán bằng document.getElementById. Đấy, cái ID của mình là số 7. .inner-text. Đó. Các bạn có thể alert cái số này lên. Alert cái S7 này lên để xem có đúng là tôi đã lấy được 7 không. Các bạn sang đây test nè. Bấm cái. Bấm thì nó chưa nhảy gì cả. Bởi vì sao? Bởi vì cô chưa gọi cái hàm trong onClick. Vậy thì tôi phải họ gọi cái hàm trong click. Tôi gọi hàm tròn số vào đây. Tròn số vào đây. Ok. Phải gọi hàm nhé. Tôi chưa gọi hàm. Lưu lại. Bây giờ gọi nè. Bấm nè. Đó. Nó bật ra số 7 đấy các bạn nè. Nó bật ra số 7 nè. Ok. Vậy là cô có thể lấy được số 7 bằng cách là tôi đặt tên cho button. Và tôi gọi được tới cái button đấy và nhấn chấm inner text là được. À, vậy thì sao? Bây giờ tôi muốn lấy số 8 thì như nào? Nhìn nha. Không lẽ tôi lấy số 8 thì tôi lại phải đặt cái ID là số 8. Xong tôi lại chọn, không biết, không lẽ lại đặt tiếp là một cái hàm tròn số 8. Viết thêm một cái hàm này nữa để gọi hay sao? Đúng không? Không lẽ tôi lại viết một cái hàm này nữa hay sao? Đấy. Chạy bật ra số 8. À, được. Nhưng mà không ai làm vậy. Các bạn lưu ý nha. Tôi lấy số 7, tôi viết một hàm. Tôi lấy số 8, tôi viết một hàm. Vậy tôi lấy 10 số, tôi viết 10 hàm.
từng là 10, cái này 44, 16, tôi viết 16 hàm, chắc tôi chết. Mình không làm vậy, nha. Mình biết cách lấy thôi, nhưng mà mình không làm thế để lấy. Vậy bây giờ các bạn sẽ để ý nè. À, vậy thì cách mà lấy mà chia từng ID một này nó phức tạp quá, tôi không chia ID nữa. Tôi sẽ có cách lấy khác, giả sử như tôi truyền một đối số vào đây thì sao? Giả sử như tôi truyền số 7 vào đây thì sao, được không? Đến số 8 tôi chọn số, tôi truyền số 8 vào đây được không? Đấy. Đấy, vì lại liệu liệu tôi có bật ra được nó không? Được không ạ? Ok. À, chắc cũng được đấy. Nhưng mà tôi sẽ phải lấy kiểu gì? Đấy, vậy thì ở đây tôi truyền một đối số nha các bạn. Tôi truyền một đối số. Vậy là tôi sẽ truyền là number. Ở đây tôi khỏi cần lấy cái này chi cho cực. Tôi alert cái number là được. Thấy không ạ? Rồi. Vậy thì đồng chí này tôi bỏ đi. À, tôi comment lại cho các bạn nhìn thôi. Để đó. Rồi. Bấm 7, nó ra 7. Bấm 8, nó ra 8. Hay chưa? Vậy là tôi viết một hàm thôi. Tôi sử dụng hàm đấy nhiều lần. À, còn có gì cách gì hay hơn nữa không? À, có thể có cách hay hơn nha. Bây giờ cô sẽ cái button này nè, có cách, giả sử có cách tiếp theo nha. Cái button này các bạn này. Đấy, nó là một object, một đối tượng. Các bạn chưa học đến bài đối tượng, nhưng mà tôi chỉ luôn các bạn nó là một đối tượng. Học Java rồi. Học Java, học OP Java rồi, biết đối tượng, biết class rồi. Thì cái button này nó một là một đối tượng. Thì tôi có thể gọi đối tượng đó là ditch. Bởi vì là cô đang ở trong cái button này thì cô gọi ditch nó chính là cái button. Xong cô chấm inner tag luôn. À, được không? Bây giờ chạy lại nha. Bấm ra số 7, ra số 7 luôn. Vậy là bây giờ cô sẽ không cần phải truyền từng cái một nữa, cô chỉ cần lấy dict.inner thôi. Vậy là cô bấm, cô copy cả cái đống này cho các bạn coi nhé. Nó giống nhau hoàn toàn, các bạn không phải đi truyền từng cái tham số nữa. Đấy, cả cô không quan tâm cái thằng số 9 hay số mấy, thì là x hay y tôi không quan tâm. Tôi chỉ lấy dict chính nó chấm cái phía trong nó inner text là được thôi. Đã học inner text chưa? Chưa đúng không? À, đấy. Cái bài này hình như các bạn học hơi sớm hay sao nhỉ? Mình đã học bài đôm đâu nhỉ? Không học bài đôm thì làm sao tính toán được các bạn? Lẽ muốn học cái này phải biết bài đôm. Đấy, tôi copy hết nha các bạn. Giống nhau hết 100% rồi. Tôi bấm nào. Dấu bằng nó ra, dấu bằng, dấu cộng nó ra, dấu cộng, dấu nhân nó ra dấu nhân, số 6 là ra dấu 6. Đó, vậy là cô đã được một bước thứ nhất. Tức là cách, ê mấy cái ID này bỏ được. Khi nãy là cô demo sương sương cho vui thôi, chứ mấy ID này bỏ được nha. Tôi không đụng đến gì đến ID nó. Tất cả mọi cái này giống nhau. Cô chỉ lấy, à nó khác nhau cái inner text này thôi. Thì đối số là lấy chính nó, truyền cái text của chính nó ra. Nếu text số 7 nó truyền số 7, text số 8 nó truyền số 8, text số 9 nó truyền số 9. Hay chưa? Nghĩa là các bạn không phải đi sửa từng cái một nữa, mà các bạn viết giống nhau luôn từ trên xuống dưới. Rồi, đó là mình bước thứ nhất là mình lấy giá trị này rồi. Bước thứ hai là mình gán cho thằng cha này, gán cho ô text này. À, muốn gán cho ô text này, trước tiên ô text này phải đặt nó một cái tên. Nhá, để gọi nó. Giống như khi nãy cô đặt cho ID để gọi nó đó. À, cô đặt cho nó một ID, đặt tên là kết quả. Cái input này nè. Cô đặt cho ID của nó là ID là à, hình như có rồi, sorry. Đây, đặt ID nó là kết quả. Chưa? Rồi, có tên rồi thì mình gọi được. Giống như là một cái con người có tên, có ID á, định danh rồi á, định danh rồi. Định danh này giống như chứng minh nhân dân của các bạn ấy, căn cước công dân của các bạn ấy, nó không có trùng nhau. Vậy thì tôi gọi nó này các bạn. Nhìn nha.
cô sẽ gọi nè, cô sẽ đặt một cái biến ngoài cùng. Đó, biến này cô gọi là biến toàn cục. Cô đặt là var. À, my reason đi ha. Reason. Cô đặt để nó khỏi trùng tên thôi chứ không gì cả. Gán bằng. Document mình có nhiều cách để gọi. À, get element by ID cũng được. Hoặc là query selector được nha. Các bạn có thể query selector. Query selector được luôn. Đưa cái ID vào, dấu thăng này. À, kết quả này. Đó. Vậy là cô lấy được cái anh này. Cô lấy được cái anh này, kết quả này. Đó. Rồi. Bây giờ cô sẽ nối chuỗi kết quả my result chấm value sẽ gán bằng cộng bằng nối nha. Cộng bằng number. Đó. Các bạn thử xem đúng không nhỉ? 7 nè. Ok, số 7 nằm đây, 8. Số 8 nối vào đây rồi là xong. Được chưa? Đó. Nhân, dấu nhân nối vào đây luôn rồi. 8, 8 vào đây rồi. Bây giờ cô sẽ nhấn dấu bằng. Khi nhấn dấu bằng thì cô sẽ tính toán ra kết quả luôn và nối luôn cái này với cái kết quả. Hoặc là các bạn xóa hết anh này đẩy kết quả ra là được. Cách nào cũng được nhé. Bây giờ với dấu bằng thì mình sẽ phải có một cái hàm riêng cho dấu bằng. Hiểu không ạ? Với dấu bằng cô sẽ có một cái hàm riêng cho dấu bằng. Không thể dùng cái hàm chọn số này được nữa. Mà hàm tính toán. À, hàm này cô không dùng cái chọn số nữa. Mà cô viết một cái hàm để tính. Khi này tôi bắt đầu mới tính công thức nha. À, function tính toán. Tính toán. Ok. Đây. Đấy nha. À, cô sẽ gọi tính toán này nằm ở đây. Cái dấu bằng này. Ok. Được chưa? Rồi. Các bạn nhìn nào. Cô sẽ lấy cái kết quả của anh này. 7. À, cô bỏ cái alert đi nhá. Alert khó chịu quá nè. À. Cô sẽ lấy 7 nhân 9. Cô nhấn bằng một cái thì nó điền có số 63 vào đây. Dễ lắm. Cô có 7 x 9 rồi. Nó là một chuỗi. Bây giờ cô sẽ làm như này nào. Và kết quả sẽ gán bằng. À, cái hàm evil. Hàm evil là cái hàm tính công thức của cái anh này. MyResult.value. Tại vì MyResult.value là anh nào? Là cả anh này nè. Bây giờ myreason.value là cả, nó nghĩa là 7 x 9 đó. Tại vì tôi đã có 7 x 9 rồi. Thì nó đang là kết quả của myreason.value. Thì tôi tính cái công thức của anh này. Và cái hàm evil là hàm để tính ra một cái chuỗi công thức. Ví dụ nhé. Ví dụ như là... À, đây. Cô comment dòng này lại. Ví dụ như cô có là alert cái evil của chuỗi 5 cộng 7 thì nó sẽ ra kết quả là 12. Chạy nha. Nó ra kết quả 12 này các bạn. Đấy. 5 x 7. Dấu nhân hả? Dấu nhân không phải dấu này. Dấu nhân là phải dấu này các bạn nhá. 57, 35, kết quả nó phải ra 35. Ok, cho nên khi các bạn lấy dấu x này, các bạn phải đổi ra dấu nhân. Hoặc là các bạn khỏi mất công đổi, các bạn đổi luôn ở đây đi. Còn mình sau này các bạn muốn mẹo đổi kiểu gì thì đổi sau. Bây giờ dấu nhân là cô tạm thời cô để là cái dấu này. Ồ, quên. Đây là dấu cộng, dấu nhân cô đâu rồi? Dấu nhân ở đây. Dấu nhân tạm thời cô để đúng cái dấu nhân của nó. Đấy, đó, dấu nhân đúng cái dấu nhân của nó luôn. Rồi. Để khỏi các bạn if else mà đổi một cái ký tự thì mình if else thôi chứ không có gì hết á. Rồi, vậy là cái hàm evil là hàm nó tính toán một cái chuỗi biểu thức nhá, một chuỗi biểu thức số học.
Nghĩa là các bạn truyền vào một biểu thức số học là một cái chuỗi thì nó sẽ tự tính nha các bạn. Thì cái mà mình sâu ra ở đây nó là một cái chuỗi, giống như 7 x 8 là nó là một cái chuỗi. Đó, xong mình chỉ cần đặt vào cái hàm evil này là xong. Đúng không? Đó, ok chưa? Rồi. Sau đó cô sẽ gán ngược lại my result này bằng cái kết quả. Nó tính xong rồi, tôi gán bằng lại kết quả là xong. Chạy nhá. 7 x 5 bằng 35. Ok chưa? Rồi, không có cái reset nhỉ? Không có nút C nhỉ? Nút C để đâu mấy đứa? Nút C để cạnh đây ha. Được không? À. Chứ bây giờ bỏ nút C vào nó thấy nó vô duyên quá trời. Không biết để nút C chỗ nào luôn ấy. À, nếu không thì các bạn để nút C nó vào đây. Để một cái button vào đây. Button vào đây. Ok. Đừng có BR cái button này. Cái này là BR đúng không? Cái này nút là nút C hả? Nút C. Đó, nó tòi ra đây. Thì anh này các bạn rút nó ngắn lại một chút. Hoặc là cái button này các bạn cho bự một chút. 50-50 đi. Cho nó bự bự xíu. Đúng không? Đấy, 50-50. Đó, nhìn cho nó. Ok, cái này 180. Đấy, nhỏ nhỏ gọn gọn xinh xinh. Đấy, thấy chưa? Xinh đẹp chưa? 170. Đấy, vẫn dư 75. Ok. Thực ra thì kệ nó, không quan tâm lắm đâu. Tôi cuộn cuộn lên. Vậy là đứng tương đương xong rồi. Còn các bạn mà muốn clear, như 7 nhân tại 9 bằng 63, các bạn muốn C clear thì các bạn viết ghi hàm vào đấy. Hàm là reset, không chọn số nữa mà viết cái hàm là reset. Reset form, đặt cho vui thôi. Ok, các bạn copy vào đây, các bạn viết thêm cái hàm reset form thôi. Function reset form, các bạn lấy reset value này nè, các bạn bằng rỗng là xong. Rỗng là xong. Đó. 7 x 8 bằng 56, C cái rỗng xong. Dễ không? Dễ không? Dễ không? Trừ 1 bằng 1. 8 trừ 3 bằng 5. Đó. Tuy nhiên bài này nó không dễ như các bạn nghĩ. Nói chung là đang dễ đúng không? Bài này không dễ như các bạn nghĩ. Nó sẽ gặp những vấn đề như sau. 88 nhân 6 bằng lỗi 896 trừ cộng nhân tùm lum 39 gì đó bằng lỗi, nó không ra nè, lỗi đấy, đang lỗi đấy các bạn, F12 đang văng lỗi đấy, bởi vì là không thể nào mà có một biểu thức nó vừa vẩn như này được cả. Nó lỗi F12 nè. F12 đâu rồi? Đấy, đâu rồi, vào console cô đâu mất tiêu rồi. Để tắt bớt đi nha. Ô quên, lại F12 nè. Rồi, đây, văn này bấm văn một đồng lỗi nè. Văn một đồng lỗi nè, thấy không, syntax error nè, đó. Thấy chưa? Vậy bây giờ các bạn, nhiệm vụ các bạn phải là bắt lỗi. Các bạn phải bắt lỗi. À, nghĩa là bây giờ phải bắt lỗi thôi. Khi mà ấn đá if, các bạn phải if else thôi. Nếu là số, sau đấy đến đá là một anh này rồi. Đấy, thêm một anh này nữa là không được, nó sẽ đè lên cái cũ. Thêm dấu trừ thì nó đè lên, còn cuối cùng vẫn là dấu trừ thôi. Hiểu không ạ? Không còn là cái này, nó sẽ đè lên cái cũ. Vậy thì các bạn phải có một cái biến gọi là biến count. Biến count, một cái biến gọi là biến gì nhỉ, biến operator toán tử. Ok, toán tử đấy nha. Vậy là cô sẽ phải có một cái gọi là số lượng toán tử, hiểu không ạ? Đây,
và operator count gắn bằng 0. Đầu tiên là tôi chưa gõ một cái nào cả thì operator count này là bằng 0. Bây giờ cô gõ một cái. Vậy thì phải xác định thế nào là operator. Vậy bấm cái này, nó phải biết nó là operator. Bấm cái này phải biết là số. Vậy thì các bạn phải if vào tròn số này. If nó là một cái này, hoặc cái này, hoặc cái này, hoặc cái này. Thì nó đang là số. Hiểu không ạ? Đấy. Chưa kể các bạn gặp cái anh này cũng lỗi nào, ví dụ như là 2.3.6 là sai rồi đó. Nhân 9 là sai rồi đó. Không thể có hai dấu, một cái số không thể có hai dấu chấm được, ví dụ như 8.5 thì được. Nhân 9 thì ok. Nhưng mà cái 8.5.5 thì là trật, cũng là lỗi nha. Cho nên các bạn phải bắt lỗi, bắt lỗi thì có nhiều kiểu bắt lỗi lắm. Có kiểu bắt lỗi là gọi là validation á. Validation form á. Ok, thì các bạn có cái mẫu nhé, cũng là một cách. Nhưng bây giờ mình coi toán tử trước đi nha. Thì có hai cách để các bạn làm bài này. Một là các bạn chọn số riêng và chọn toán tử riêng, thì các bạn sẽ dễ thở. Đấy. Còn nếu như chung vào chọn số chung hết, thì ở đây bắt buộc phải là if else. Mà if else vậy cũng hơi bị mệt mỏi. Cho nên dễ nhất là viết hai hàm. Một hàm chọn số và một hàm chọn toán tử. Toán tử. Giống nhau các bạn, chỉ khác cái tên thôi. Bản chất là giống nhau. Vậy là chỗ này em thay vì toán chọn số thì gọi là chọn toán tử. Chọn toán tử, chọn toán tử, chọn toán tử. Hết. Dấu chấm có thể viết riêng rồi. Vậy là mình được mấy cái nè. Vậy chọn toán tử nè. Thì bây giờ khi chọn toán tử thì các bạn bắt count. Khi nó bấm click vào chọn toán tử một cái thì operator count này gán bằng 1. Gán bằng 1. Cộng cộng. Được chưa? Ok. Đó. Nó tăng lên 1. Nó tăng lên 1 nghĩa là nó không phải chọn lần đầu nữa. Nếu chọn lần đầu thì các bạn nối nó, chính nó thì không sao. Nhưng mà nếu mà vậy thì nó sẽ bị nối, đúng không? Bây giờ mình sẽ như này đi ha. Mình sẽ có một cái biến là toán tử. Xóa đi nha. Xóa đi khỏi dài dòng thôi. Rồi, và toán tử sẽ gắn bằng 5. Đó. Ok. Sau đó operator count cộng lên 1. Được chưa? Không cần. Không cần luôn. Đây, tôi từ từ nha. Ở đây tôi không cộng bằng 5. Từ từ. Khoan, chưa. Nó sẽ cộng dồn nhá. Cộng dồn. Rồi ok. Nếu như toán gán xong rồi và toán tử nó sẽ cộng lên 1. Rồi, if operator count mà lớn hơn 1, nghĩa nó cộng cái nữa, thì cái chuỗi đó các bạn trừ đi 1. Nghĩa là các bạn cắt cái phần tử cuối ra. Đấy. Cô sẽ lấy cái thằng này. Được chưa? Cô sẽ lấy cái thằng này. Cô trừ đi 1 ở cuối. Này. Gán bằng thằng này. Chấm substring str. Cắt chuỗi. Cắt từ cái vị trí cuối cùng. Vị trí cuối cùng. Rồi. Cô đặt cho nó một cái biến. Cái biến cho các bạn đỡ phải gọi dài dòng nha. Đây nè. Và value nè. My value nè.
gán bằng cái này để các bạn khỏi gọi nhiều lần thôi. Đó, tôi lấy là lấy kết quả này, ví dụ các bạn có 7 nhân 8 thì cô lấy cả cái này này. Đúng không? Đấy, 7 8 nhân xong nhân cái nữa đúng không? Thì phải là cô sẽ lấy cả cái chuỗi này. Cả cái chuỗi này là anh này. Đúng không? Đấy, cô lấy anh này. Sẽ gán bằng anh này chấm substra. Đó, của anh này chấm len. Trừ 2. Và xóa một ký tự. Nếu anh này lớn 1 thì tôi xóa đi. Xong tôi cộng ngược lại anh này. Đấy. Đúng không? Nếu tôi xóa đi xong tôi cộng ngược lại. Ok chưa? Và khi tôi xóa cộng ngược lại thì nó vẫn tính là anh này bằng 1. Bằng 1. Tôi đưa về 1, tôi vẫn có phải có một cái toán cử lại nhá. Chạy nào. 7 8 nhân nhân cái nữa. À khoan. À từ từ nha. Xong. Khoan. Substra. Rồi, tôi bỏ cái này đi. Bằng cái ô van cộng với number nha. Lại nè, 7 8 nhân xong nhân cái nữa. À nó trừ sao nó trừ nhiều thế nhỉ? Nó trừ một cái rồi đó. Trừ 2 à? 7 8 khoan lại nha. Nó trừ rồi đó, nhưng tôi nhìn 7 8 nhân substra cắt chuỗi. À, cắt từ số 0. Từ từ nha, cắt từ vị trí 0. Cắt từ vị trí 0 đến vị trí là 0.my value.len -1. À, tôi lấy ra mà, cắt từ 0 lại nhá. 7, 8, 9 nhân, xong nhân cái nữa. Đấy, trừ, cộng. Ok chưa? Nó sẽ cắt, chia. Tức là nó luôn luôn. Các bạn hiểu chỗ này không nhỉ? Alo, hiểu không các bạn ơi? Alo? À, các bạn la làng cái ạ. Đâu? Có, hiểu, ok, hiểu là good rồi. Vậy là gì ạ? Chuỗi của nó đáng lẽ là hiển thị là 7, 8 nhân. Nhân đúng không? 7, 8, 9 nhân. Thì khi cô gõ dấu trừ cái thì nó xóa ký tự này đi. Nó còng ký tự này vào. Có nghĩa là khi mà có hai số trở lên, hai toán tử trở lên thì nó xóa trước một toán tử. Đấy. Nó xóa trước một toán tử. Hay không? Vậy là nó luôn luôn đảm bảo là hai toán tử. À một toán tử chứ, xin lỗi. Đấy, cộng tiếp. À, bằng. Đấy chưa? Ok. 7, 5, 6, nhân. Ủa? Gì vậy? Lại nha. 7, 5, 6, nhân. Ây. À, khi tôi bấm C. Clear thì tôi phải clear anh này luôn. Hay không? Khi tôi clear thì tôi phải clear anh này về không luôn. Chứ không nó vẫn nhận là 1 nha các bạn. Nếu không thì operator nó vẫn nhận là 1. Đấy, tôi bấm C nè. 7, 8, 9, nhân, 6 bằng. Rồi tôi clear cái. 2, 3, 6, trừ, nhân. 4 bằng. Thấy chưa? Đấy. Mình cứ thấy lỗi là mình sửa thôi. Vậy cái này tôi nhấn C. Tôi reset. Thì phải reset operator cao này về 0. Đấy, cái kết quả này cũng về rỗng. Ok chưa? Là xong. Cái kết quả này về rỗng là xong. Ok. Vậy là các bạn bắt được những cái lỗi cơ bản thôi. Thì cái này chẳng qua là cái xử lý logic thôi nha các bạn.
Đây, vậy học cái bài này các bạn được cái gì? Tại sao các bạn phải mất công các bạn học cái bài này? Trong cái đó cái máy tính nó có rồi, làm lại máy tính chi cho nó cực. Nhìn nhá. Học bài này các bạn được cái gì? Thứ nhất, từ nãy giờ là các bạn được nè. Các bạn biết cách sử dụng hàm. Đấy, cái mà các bạn đang làm, cái này được gọi là hàm. Ok, các bạn có hàm. Đó, các bạn có các hàm để xử lý các công việc. Hàm nó là chức năng, function. Hàm là để xử lý một công việc gì đó. Và ở đây các bạn sẽ liệt kê ra các công việc cần xử lý. Công việc thứ nhất là các bạn phải hiển lấy ra được số. Hiển thì đây là một công việc thôi. Lấy ra được số để các bạn tính toán. Thứ hai nữa là các bạn kết hợp được với cả cái dấu toán tử. Đó. Được chưa? Vậy là các bạn có hai hàm. Một hàm là số, một hàm là toán tử. Được chưa? Một hàm là toán tử. Ok không ạ? Đó. Một hàm là toán tử. Rồi. Là vậy các bạn sẽ có hai hàm. Số và toán tử. Cái hàm thứ ba là các hàm tính toán là để ở dấu bằng. Đó. Cộng trừ nhân chia thì các bạn thấy là tính toán nó đang rất là đơn giản khi các bạn sử dụng hàm evil. Và một cái hàm thứ tư là hàm reset. Nhấn C, reset về rỗng. Thì hàm đấy, các bạn chia ra các hàm. Đó là cái thứ nhất các bạn biết được mình cần những cái chức năng gì để các bạn viết hàm cho chức năng đó. Đó là cái ý nghĩa thứ nhất mà cô chỉ cho các bạn nhé. Ý nghĩa thứ hai của bài này có nghĩa là việc tái sử dụng hàm. Đấy, với mỗi cái này các bạn phải gọi một hàm. Thì nếu như các bạn không tái sử dụng hàm thì các bạn phải viết tận 16 cái hàm, 17 cái hàm và thậm chí là lấy kết quả là 18 cái hàm. Các bạn viết rất là phức tạp. Các bạn viết nhiều hàm, mười mấy cái hàm viết chắc chết. Vậy thì các bạn phải hiểu được ý nghĩa của việc là tái sử dụng hàm. Có nghĩa là các bạn phải viết một cái hàm mà các bạn sử dụng được nhiều lần. Nhiều lần. À, mình không sử dụng một lần mà mình sử dụng nhiều lần. Thì cái đấy mình gọi là việc sử dụng lại hàm, tái sử dụng hàm. À, và bạn nào mà viết tốt là các bạn hãy thường cái tư duy các bạn phải nghĩ đến cái việc là hàm này có dùng được nhiều lần hay không? Làm sao để một cái hàm mà tôi dùng được nhiều lần mà tôi không cần phải viết lại cái hàm đó? Đó là cái thứ hai cô muốn đưa cho các bạn ha. Cái thực ra viết hàm là một cái việc mà không phải là dễ. Các bạn mà muốn tái được sử dụng hàm á, nhiều lần thì các bạn phải có kinh nghiệm. Nghĩa là các bạn viết nhiều tự nhiên mình rút ra kinh nghiệm thế thôi. À, cái thứ ba cô muốn đưa ra cho các bạn là các bạn đang tương tác giữa giao diện HTML và JavaScript. Cái này là các bạn học vào cái slide 4, slide 5 cơ. Còn lâu, tự nhiên có một bạn hỏi bài này, thế là cô mới chỉ các bạn thôi. Các bạn tương tác giữa cái giao diện HTML và JavaScript. Đó, các bạn dùng cái query selector. Đúng không? Các bạn mới chấm value rồi tùm lum thứ. Thì thực ra là ở đây đang rất đơn giản. Là cô chỉ lấy tương tác với một anh này thôi. Là cái input này thôi. Cho nên đang là đơn giản nhé. Đơn giản nhất có thể. Nhưng các bạn ít ra các bạn cũng hiểu là tôi có thể lấy được một value ở trên này để tôi tính toán. Hay tôi có thể gán value cho anh này. Tôi có thể cộng chuỗi vân vân. Còn lại toàn bộ là các bạn xử lý logic. Các bạn bắt lỗi thôi. Cái đấy cô không khe nhiều lắm. Cái đấy từ từ các bạn làm. Thích thì làm. Không thích thì thôi, cứ làm được đến đấy là được rồi. Ok. Còn cái đề bài thì nó dễ hơn nhá. Đấy, cái bài của cô nó xử lý hơi thêm một chút xíu. Nhưng mà tương đối đơn giản. Cô không đưa vào những cái kỹ năng nó quá phức tạp. Đây. Hàm thứ nhất chọn số. Các bạn truyền cho nó một cái đối số. Truyền bằng cách nào? Tôi lấy dict.intertext là lấy chính nó. Chính là button này và inner text là cái số 7 nằm ở giữa hai cái button đó. Alo, các bạn nghe không? Ba phép tính cùng một lúc không lỗi. Không lỗi nha, ba phép tính cùng một lúc không lỗi. 7 nhân 9 trừ khoan lại nha. 7 nhân 9 trừ lỗi, sorry. 7, 8, nhân 6, rồi, cô hiểu rồi,
trừ. Rồi, gặp một cái lỗi, một cái bạn hỏi lỗi hay lắm. Rồi, ok, nhân à. Nhân 6. Nhân 6, khi tôi bấm tiếp cái anh số này. À. Đấy chứ ạ, khi tôi bấm tiếp anh số này thì các bạn bắt buộc phải reset cái này về 0. Còn nếu về 1 rồi, tiếp cô sẽ sửa fix chỗ này một xíu. Bạn hỏi rất hay. Cô quên test cái chỗ đấy nha. Rồi bây giờ chọn số. Khi chọn số thì if cái operator count này mà lớn hơn hoặc bằng 1 thì tôi reset nó về 0. Đấy nha. Chạy lại nè. 7 8 nhân 9 cộng 9 nhân 10 trừ 100 bằng. Được chưa? Tức là khi tôi bắt đầu tôi bấm số cái thì toán tử tôi reset về 0. Tôi bấm số cái coi như tôi chưa chọn toán tử. Nhân toán, tôi chọn toán tử cái thì toán tử nó sẽ tăng. Nhân toán tử cái lỗi nó reset rồi 6 năm đó. Ok. Ok, bạn hỏi rất hay. Được chưa? Bằng. Ok. Nó còn một cái lỗi nữa này. Thực ra nó còn một cái lỗi nữa đó. Nhân 9. Xong tôi nhân cái nữa. Nhân cái nữa. Hoặc trừ cái nữa. Mà tôi dần nhân giữa bằng luôn á. Thì nó lỗi. Tại vì cái này không phải là phép toán. Các bạn bắt lỗi cái này dễ lắm. Cái này bắt lỗi tôi sẽ chỉ sau. Những cái này bắt lỗi dễ lắm. Bắt lỗi bắt tần. Trước khi tôi tính toán thì tôi bắt lỗi xem cái mẫu này có đúng không. Không đúng mẫu là sai. Nghĩa là một cái mẫu trước khi tính thì trước nó phải số và đuôi nó phải số. Hiểu không? Đuôi nó là một cái này là trật. Đuôi nó dấu chấm là trật. Đuôi nó dấu chấm cũng trật. Đấy, nó vẫn tính á. Nhưng mà đúng ra là không có. Rồi một cái mẫu mà nó có ví dụ 8.3.3 này cũng trật. Kiểu vậy. Thì bây giờ không muốn chỉ. Tại vì chỉ nó mất thời gian lắm. Nó sẽ tạo một cái, các bạn phải tạo một cái mẫu mà chưa học tới các bạn sẽ rối. Nhưng mà cô demo cô sẽ không giải thích. Demo để các bạn bắt lỗi thì cô không giải thích. Cô sẽ tạo một cái button. Pattern bằng. Đấy, xẹt xẹt. Rồi, chấm phẩy. Mũ. Rồi, mũ. Đô la. Thực ra là không muốn chỉ đâu. Nhưng mà thôi, sẽ được chỉ nhưng mà không phải học bây giờ. Rối lắm. Thì đầu tiên nó phải đâu của nó phải là số. Đúng không? Đâu nó phải số, đâu của nó phải là digit. Số. Ok. Một số. Còn trong của nó là set. Trong của nó là cái gì cũng được. Cô để là từ 0 tới 9 cộng trừ nhân chia cộng trừ nhân chia chấm xẹt chấm cái gì cũng được. Rồi đuôi của nó kết thúc phải là số. Đó. Ok. Rồi. Đấy, đuôi của nó phải kết thúc là số. Cô tạo một cái mẫu thế. Và cái này lặp bao nhiêu lần cũng được. Lặp bao nhiêu lần cũng được là dấu sao. Sao là lặp bao nhiêu lần cũng được. Đây, xẹt, dấu nhân là xẹt. Đấy, lặp bao nhiêu lần cũng được là dấu sao hoặc là số số 0 tới N. Đấy, 0 tới N cũng được. Đó, dọc sao. Rồi, ok. Ơi, Minh Quang hỏi gì ạ? Đấy, Minh Quang đang hỏi cái gì nè?
Đấy. Rồi. Tiếp nha. Đây, cô có thể vào quên, cô vào cái này để cô trả lời bạn. Nhé. Rồi, tiếp nha. Rồi, cô trả lời bạn bên ngoài này. Ok, chờ cô xíu. Rồi, vậy thì cô kiểm tra nếu đúng mẫu thì cô tính, mà không đúng mẫu thì cô có thể bật ra thông báo là công thức bị sai. Đây, if nếu cái my result.value.test cái mẫu này pattern mà đúng thì cô sẽ tính cái kết quả. Cô có thể tính cái kết quả. Được chưa? Đấy, cô sẽ tính kết quả. Còn ngược lại, else, cô có thể bật ra một thông báo là công thức chưa đúng. Ok. Rồi, chạy lại nha. 7. Rồi. Cái gì ấy nhỉ? Đang sai chỗ nào à? Sao lỗi? Ok. F12 cái các bạn nhé. Khi nó lỗi các bạn bấm F12 xem nó báo lỗi gì, nó văng lỗi này các bạn nè. Nó báo là tròn số is not defined. Calculator trang bao nhiêu? Vậy là tròn số đang bị sai. Tròn số. Khoan, tròn số không phải bị sai mà là cái này sai, nó dẫn đến tròn số sai. Từ từ nha. Lại nè. Đây đang hết lỗi nha. 7. Đấy. Vậy là công thức này đang bị sai. Coi nó sai chỗ nào. Bấm. Đấy, lỗi ngay. Từ từ nhé các bạn. Sẹt D. Khoan, sẹt sẹt hình như là đang sẹt sẹt pattern. Sẹt sẹt đúng rồi. Sẹt này đúng rồi mà ta. Sẹt này đúng rồi, mũ. Sẹt D là digit 0 đến 9. Sẹt sao. Sẹt chấm. Chéo. Không này, sẹt D đô la. Đúng rồi. Ủa sao khi ta. Vậy là cái mẫu đang bị gì đó nha, từ 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 từ. Cái mẫu đang bị một cái gì đó. 0 đến 9. Còn dấu cộng chưa được nè, dấu cộng. 7. Dấu cộng, dấu trừ. Từ từ nha. Cô bỏ cái này đi. Ok. 7. Đúng rồi, 8. Vậy là nó sẽ bị lỗi. Cái này test để trước nè. Từ nha. Cái này để trước nè. Cái này là partner. Chấm máy này. Vậy là nó đang bị lỗi gì đây? 5. Rồi bằng. Đấy, công thức chưa đúng nè. Nó báo ngay nè. Kết quả bằng rỗng. Value. Ủa cô, hình như em không thấy nào cô ơi. À không. Ở trên cô có biết không? Hả? Cái dấu ở trên cô. Chứ này cô nói 0,n mà sao ở trên cô có 0 phẩy hay không? Không phải n em, 0 phẩy tức là nhập bao nhiêu cũng được á. Không phải là n, không phải n đâu nhá. Dạ. Không phải thôi.
Đây, nó sai chỗ này nè. Dấu sao. Dấu sao nó là dấu đặc biệt, cho nên cô phải để dấu xẹt đằng trước. Dấu đặc biệt. 8 nhân 6 đấy. À, dấu chấm là dấu đặc biệt, cho nên cô để dấu chấm đằng trước. Đây. À, 5.6 nhân 9 đó. Được chưa? Rồi dấu cộng là dấu đặc biệt, cho nên cô để xẹt dấu cộng. Rồi, riêng dấu chia hình như là cũng dấu đặc biệt à? Cô không biết dấu chia. Dấu chia có phải dấu đặc biệt hay không? Rồi, tôi xẹt luôn. Rồi, 7. Rồi, được rồi đó. Cộng trừ nhân chia. Rồi, đến dấu sao cô ấy, cuối cùng nó báo lỗi là công thức chưa đúng. Xong cô mới điền dấu số 9 vào là nó bằng. Ok, được chưa? Thì cái này cô, đây mấy cái này là mấy ký tự đặc biệt, cho nên cô phải để dấu xẹt đằng trước thì nó mới hiểu là ký tự. Tại vì mấy cái dấu này là dùng để làm một số công việc đặc biệt. Đấy nhá. Xẹt D là digit, nó tương đương với 0.9. Thì bắt đầu ký tự đầu tiên phải là số và ký tự cuối cùng phải là số là hai anh cha này. Được chưa? Đấy, thôi không giải thích. Cái này không giải thích nha, giải thích nó mệt lắm, giải thích. Các bạn chưa học tới mà giải thích là các bạn loạn. Thương các bạn lắm, từ từ đi, từ từ đi. Vậy là mình làm xong được một bài tính toán đầy đủ nhé. Các bạn muốn làm gì thì làm. Nó bảo lỗi nó vẫn để nguyên, các bạn nhập thôi để các bạn biết. Bằng. Ủa? Sao lệch chưa đúng ta? Ây, kỳ ạ. Kỳ ạ. 5 nhân 9 bằng. Rồi. 9 nhân trừ 6 bằng. À, sao ta? Khoan. Cái này bằng cái này chấm value mà. Đây. Tôi alert cái thằng này, cái coi nó là cái gì. Tại sao nó bảo không đúng mẫu? 6, 9, 6 ở giữa là thiếu dấu trừ. Sorry mọi người. Thiếu dấu trừ cho nên không có dấu trừ, nó bảo lỗi. Khỏi alert. 8 - 9 cộng bằng không đúng mẫu. Cộng 9 đúng mẫu. Ok chưa? Tại vì cô chưa liệt kê dấu trừ vào đây, cho nên nó mà tự nhiên có dấu trừ cái nó bảo lỗi. Không sao hết nha. Rồi ok, đúng rồi đó. Rồi. Bài này cô sẽ gửi cho các bạn, ok. À, cô ơi, có AC xóa tất cả. Vậy em nhập 999 mà em muốn xóa từng số thì sao cô? Xóa từng số thì công thức xóa từng số là cái này. Công thức xóa từng số là cái này. Substring này các bạn. Cô xóa một số thì nhấn nút xóa một số, nhấn nút cái nữa xóa số thứ hai. Thì giả sử như em thêm một cái xóa số nữa, xóa C tất cả, ví dụ như các bạn là cái mũi tên hả, đúng không? À, thì là cái này là xóa từng số này. Cái này là xóa số cuối này. Xóa số cuối này. Ok chưa? Ok không? Ổn không? Rồi, giả sử các bạn làm thêm cái nữa đi. C. Thay vì C các bạn làm cái mũi tên ngược, đúng không? Cái mũi tên ngược này đúng không? Nhấn cái này nó xóa hết, xóa từng số thì là back word, đúng không? Xóa. Viết cái hàm back word này đi, dễ mà. Function backward, giả sử vậy thì nó xóa từng số thôi. Đây Ctrl C, cái này copy anh này thôi các bạn. Đây khỏi if. Đó, và gắn ngược lại anh này. Cho thằng này. Gắn ngược lại. 9, 9, 9, 9, 9.
back, 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 back. Ok chưa? 5, 6, 9, 9 nhân back, 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 back. Ok chưa? Thì bản thân cái, tôi xóa này luôn nhé, khỏi rối nè. Thì cái substring là lấy, xóa, tôi cắt chuỗi. Tôi cắt từ đầu đến cái phân tử gần cuối. Thì có phải là xóa được phân tử cuối không? Tôi cắt phân tử đầu đến độ dài của nó trừ 1 á. Cái này là độ dài trừ 1. Ví dụ 5 ký tự mà tôi cắt từ 0 đến 5 trừ 1 là 4 ký tự. Thì nó cắt cái phân tử cuối của các bạn đi. Tôi cắt xong cái gắn ngược lại cho chính nó là xong. Ok chưa? À, không. Cái máy tính nó còn khó hơn nhiều. Cái này là cô đang demo mấy cái chức năng mà để các bạn làm tối giản thôi. Còn tự nhiên lại sinh ra lỗi. Các bạn làm cho nó chặt chẽ thì nó đẻ ra nhiều thứ. Còn nếu mà làm trong cái đề bài thì nó đơn giản hơn. Nó lấy 8 x 9 bằng là xong. 5 cộng 5 trừ 6 bằng là xong. Nó lấy số đầu, nó làm nó có hai số à? Của mình là có thể nhiều số. Rồi của mình lên thêm các chức năng khác nhau. Được chưa? Ok. Rồi. Dùng pop. À. Pop á hả? Pop là dùng cho mảng mà em. Pop dùng cho mảng mà. Đúng không? Nhưng cái của mình đâu phải mảng. Cái của mình là chuỗi mà. Ok chưa? Rồi, rồi. Ok, vậy thôi. Bây giờ mình sang một cái khúc khác nè. Cô review bài cho các bạn nhé. Các bạn vào Zalo. Mở bài. Cô review bài cho các bạn. Ok. Đấy, mình mới có khoảng tiếng hơn tiếng thôi. Không có gì cả. Cô ơi, cho em hỏi cô có quay lại không ạ? Có, cô quay lại hết. Có record nha. Đang đi đâu à? Tại hồi nãy em mới làm, mới về nên vô kiểu mà vô trễ hả? Rồi, ok, có nha. Cô em cảm ơn. À, rồi. Bây giờ cô sẽ mở cái assignment của Đức Mạnh nè. Ok. Open with... Rồi. Extract. Rồi, có extract vào đây luôn. Rồi. Bài của Mạnh đây. Cái nào Mạnh nhỉ? Index 2 hay là cái này nhỉ? Mạnh ơi. Quá xem mà đi cô, có cái band đó cô. The band này. Rồi cô vào thẳng luôn đây. Cái này đúng không? Đây. Ủa gì vậy? Rồi. Cái bên. Ba sản phẩm. À, buy ticket. Ok, cô bấm vào buy ticket coi. Không có gì. À, contact. Không có gì. À, chỉ có từng này thôi hả? Rồi. Mạnh có thể mở mic ra nói được rồi. À, Minh Tuấn chờ xíu nha. À, nhà Mạnh không có người không nói được. Ok. Rồi, bài của Mạnh thì thế này. Cái khúc này của Mạnh ấy, làm cho cô một cái slideshow. Thì cô thấy là em đang có nhảy. Thì không biết là nó em sẽ sử dụng cái gì. Thì cô mở code thì cũng thấy thôi. Nhưng mà, đây, thì mở code ra luôn đi ha.
Đây. Của bạn là có cái menu nè. Có cái sắp nạp nè. Slide nè. Slider Chicago thank you gì đây nè. The band. Bạn để cái gì đấy? Bạn để background à? Bạn để cái này là class slider là background à? Image. Name item là cái thằng này. Là cái này. Đúng không? Ok. Rồi. Vậy là bạn đang để cái background. Đúng không? Slider nè. Bạn đang để cái này là background. Thì bây giờ cô coi cái slider của bạn nhé. Image. Ủa? Style của em đây hả? Đây. Hit the slider. Slider đây. Bạn đang để cái background. Ok. Rồi. Cái này không ok nhá. Rồi ok. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn bạn cách sửa nè. Cái menu thì để này ok. Đấy. Em có thể dùng drop down menu kiểu này cũng được. Không thì em cái này là nó trong bài lab để này được rồi, không cần phải làm JavaScript cái này nữa đâu. Còn cái này á thì em không để background mà em để cái hình luôn. Chữ vẫn có thể đè lên cái hình nha các bạn, không nhất thiết phải để background. Chữ vẫn có thể đè lên được cái hình. À, nhưng mà em phải để cái này là cái hình. Và sau này em sẽ làm một cái slider ở đây. Đúng nghĩa cái slider nhá, viết bằng JavaScript luôn. Cho chỗ này em để như vậy là ok rồi. Nhưng chỉ có điều là em thay cái này bằng cái hình chứ không phải là bằng cái background. Rồi, ba cái này của em có thể bỏ qua. Nhưng mà để cho đẹp thì em có thể đổi hình hoặc gì đó. Rồi, cái này của dưới này của em có thể coi là sản phẩm được nè. Em bán hàng, em bán cái ticket. Thì bây giờ em phải làm một trang nữa. Tức là trang này của em đã thỏa mãn điều kiện rồi. Nghĩa là có một slider và có ba sản phẩm rồi. Là đã ok rồi. Đấy. À thì còn cái buy ticket này nè, khi em bấm vào thì nó phải ra một cái chi tiết. Nghĩa là cái file đấy có thể mô tả ticket, rồi có các cái dạng ticket gì đó đấy, mô tả. Nhưng mà thực ra thì để mà bán ticket thì cũng hơi bị thiếu cái nội dung. Nó không có cái đất để em thể hiện nhá. Không có đất để dùng vỏ. Rồi em còn có phải cái giỏ hàng nữa. Đấy, mà đây chưa thấy một cái giỏ hàng nào. Thì em có thể làm, em các bạn có thể làm giống như kiểu là các bạn hay lên mạng, các bạn mua vé của cái CGV á, có thể học cái trang của CGV để làm một trang bán vé cũng được. Đấy, cái trang đấy cũng ok nhá, chịu khó lên CGV giúp cô. Tại vì trong cái CGV nó còn có các cái sản phẩm khác, ví dụ như là ngoài vé, các cái hàng vé, các ghế ra thì nó còn có các cái gói, các cái tức là nước uống và bắp á. Đó, nó có mấy combo để nó bán thì các bạn thấy là nó sẽ sinh động hơn. Chứ còn cái thực ra là cái của Mạnh á, không có gì để em thể hiện hết trơn, cho nên em sẽ khó. Nhưng mà về giao diện là em đã thỏa mãn được trang chủ rồi. Ok, còn em sẽ thiếu một là trang chi tiết của sản phẩm nè, cái giỏ hàng nè, và cái thứ hai em thiếu là cái form, your form contact này nè. Thì em sẽ có cái form liên hệ thì nó có sẽ show cho bạn coi đó. Rồi xong vài bản Mạnh nhá. Mình hỏi làm bằng GS thì làm sao, thì em sẽ được hướng dẫn. Bây giờ em chỉ cần đặt một chỗ ở đó là được rồi, là em đã đủ rồi, nghĩa là đã xong assignment 1 rồi. Assignment 1 thì chưa đủ ở chỗ là em thiếu trang thôi, chứ còn cái hình này của em là đủ rồi. Cái chỗ này để em đặt chỗ, để em làm cái slider.
mà cái slider chưa được học, em sẽ được hướng dẫn sau nhá. Ok không? Rồi. Ok. Vậy bây giờ cô sẽ xem một vài bài bản nữa rồi cô sẽ sâu assignment nhé. Cô sẽ xem một vài bản nữa. Bản Tuấn. Tuấn. Đây. Không. À, tải Zoom. Tải Zoom chứ không phải tải Meet nha. Nó sẽ yêu cầu em cài đặt Zoom á. Bấm vào đó. Cài đặt Zoom. Đấy. À, thực ra thì không quá 100 người. Chính ra lúc nãy. À đúng rồi, assignment 1 là không cần JavaScript, chính xác nha em. Assignment 1 là không cần JavaScript. À, mình cũng dở khi nãy không đúng 100 thì mình vẫn ở mid đi cho nó khỏe ha. Cô sợ để khi nhiều quá các bạn vào không được á. À, rồi ok, lỡ rồi. Bữa sau mình chuyển Zoom luôn. Rồi, bạn nào gửi bài cho cô nữa nhỉ? Phước Thịnh gửi là Vương Minh Tuấn gửi nha. Cô đào bài. Cô xem vào Tuấn nào. Các bạn hỏi thoải mái nha. Các bạn hỏi thoải mái, đừng có ngại ha. Index. À, bạn bị cái này hả? Bị sao đấy Tuấn nhỉ? Tuấn mở mic được không em? New Pet Shop. Tuấn mở mic được không em? Tuấn đang bị lệch quá trời lệch nè. Rồi. Ok. Bài Bần Tuấn thì mở hơi bị nhiều. Cô mở cái bài Bần Tuấn nha. Tuấn đâu rồi nhỉ? Rồi mà sao cô? Em có phải có Z mà cô mới học xong lắm. Cô em là cô nào Tuấn ơi? Cô em là cô nào? Giờ một làm gì có JavaScript? Trời ơi, lớp Tuấn học lớp nào? Tuấn học lớp nào? Đọc cô cái mã lớp. Đọc cô cái mã lớp. Cái gì 18304 là cái gì mới được đăng trước của em là cái gì? IT 18304, chờ đó. IT 18304. Không, cô khẳng định lại là không có JavaScript nha các bạn. Không có một miếng nào JavaScript mà hoàn toàn 100% là giao diện. Nhá. Không cần một tí cũng không cần. Đã không là không. Chứ không phải là nói một tí, hai tí. Biết thế nào là một tí, hai tí. Đúng không? Hôm nay là thứ ba, đúng không? Thứ ba thì sẽ không có nhiều. Mai cơ. Các bạn học mai, đúng không? Các bạn học nhiều vào hai thứ sáu. IT 18304. Cô Ngọc LM. Ok, cô sẽ trao đổi với cô Ngọc nhé. Cô sẽ trao đổi với cô Ngọc. Rồi. À, cái icon hay cái ảnh nó cũng giống nhau. Một chút CS vào thôi cũng không được. Tại vì một chút là thế nào là một chút. Em hiểu ý cô không? Cho nên là giai đoạn 1 không cần luôn. Một chút là một chút ở chỗ nào.
Hiểu ý cô không? Đấy, giai đoạn 1 các bạn là giao diện thôi. Các bạn làm cho tốt cái giao diện của mình thì sẽ có hai đối tượng. Các bạn sẽ có hai đối tượng nhé. Một đối tượng thứ nhất là nhóm sinh viên đã làm tốt assignment web rồi. Bây giờ chỉ cần sửa lại một chút là các bạn sẽ rất là khỏe. Một nhóm đối tượng thứ hai là cái web 101, cái web xây dựng trang web còn yếu. Các bạn làm không tốt, các bạn phải làm lại luôn cơ. Đấy, không dễ đâu nha, nhìn vậy chứ không dễ đâu nha. Đấy, hôm bữa, hôm trước là cô đã phải ngồi. Không không không, giảng viên sẽ không ghim. Em yên tâm đi, cô sẽ không nói là ai nói. Nhưng mà cô, giảng viên không được phép ghim các bạn. Đó là nguyên tắc dài ở đây. Các bạn yên tâm đi, giảng viên chưa rõ thì cô sẽ làm cho giảng viên rõ thôi. Chứ không phải là các bạn học ở đây, các bạn đừng có sợ là giảng viên ghim hay không ghim. Không, nó là các bạn phải hiểu là mình dân kỹ thuật mà, mình chỉ có tri thức thôi, mình là có kiến thức thôi, knowledge thôi. Còn cái gì mà ghim hay không ghim các bạn yên tâm đi, không bao giờ có chuyện đó xảy ra ở trường mình nha, khẳng định với các bạn luôn, không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Nếu có thì cô sẽ đền cho các bạn, không bao giờ có, yên tâm. Mình ê, cái ông nào mà đòi tôi đi mua giỏ hàng là tôi quánh nhá. Bây giờ học chưa đến đâu để mua giỏ hàng các bạn đâu hiểu được đâu. Cái ông gì Hàn Quốc, tự nhiên Hàn Quốc mà biết nói tiếng Việt đúng không ơi. Cái cục môn kỹ năng học tập hả? Kỹ năng học tập cũng không khe, kỹ năng học tập thì cũng không khe. Các bạn học kỹ năng thì phải học kỹ năng thôi. Còn cô dạy kỹ thuật mà. Với hai nữa là cô là người phải đảm bảo chuyên môn. Cái giỏ hàng là cái hình thôi. Cái giỏ hàng là cái hình thôi. User signal là cái gì? Lệnh user. Làm gì có lệnh user signal? Cái này là cái hàm. Cái giỏ signal chỗ nào? Em có thể đưa. À. Đấy. Ok. Rồi. Quay lại bài của Bần Tuấn này. Bần Tuấn đang bị cái vấn đề này. Có nghĩa là bạn đang bị gặp vấn đề này mà bạn chưa sửa được đúng không? Rồi ok, mình quay lại nè. Cô nhắc lại các bạn nào. Cái giai đoạn 1 mình chỉ đi vào HTML và CSS thôi. Mình sửa lại các cái thành phần cho nó đúng. Ây da, Bần Tuấn là đang bị phạm một cái lỗi rất nghiêm trọng. Đó là Bần Tuấn không có dừng layout khi Bần Tuấn làm. Bây giờ Bần Tuấn cho cô một cái mẫu pet shop này của Bần Tuấn cái coi nào. Cái pet shop này của Bần Tuấn là ở đâu nhỉ? Cho cô cái link đi. Cho cô cái link đi Tuấn ơi, Tuấn làm theo. Cô cho em vô nhóm GS2 là nhóm nào à em ơi? Em cứ choi vào thôi. À, mail.vn, ok. Mail.vn. Các bạn cứ vô thôi, cô cho các bạn vô thoải mái mà. Ông Mẫn, ông Mẫn là hình như có phải học trò cô không nhỉ? Hình như lớp cô đúng không mà, ai ta? À, 1822 là, à không. Ờ, à, đúng rồi. Mẫn lớp cô mà. Bữa trước học tôi cô môn web nè. Tại vì lớp cô trước môn web là cô đã dặn các bạn rồi. Các bạn phải chuẩn bị tinh thần để các bạn làm cái môn này. Đây. Rồi. Ok. Cô nói bạn nghe nè. Đây, cô không chỉ cái shop này là chuẩn shop nè. Cô không chỉ cho bạn Bần Tuấn mà cô chỉ cho cả lớp, cả nhóm các bạn luôn nha. Nghĩa là thế này các bạn. Khi các bạn, cái này các bạn đang gọi là các bạn clone cho một cái, clone theo một cái web khác. Ok, mình gọi là mình copy đó, copy ý tưởng đó. Đấy, cho một cái web khác. Thì đầu tiên, bước 1 là các bạn phải dừng cho cô được một cái bố cục. Dừng cho cô cái bố cục đã. Hiểu không ạ?
theo như cách bạn Tuấn làm thì cô được, cô biết rằng bạn Tuấn không dừng layout, không dừng layout. Thì bây giờ cô chỉ cho cách bạn Tuấn về cái bạn Tuấn làm nhá. Cô sẽ không sửa bài bạn Tuấn, tại vì bạn Tuấn khó sửa lắm Tuấn ơi. Bài bạn Tuấn sửa là coi như đập lại, xây lại hoàn toàn nhá. Tuấn thông cảm, tại vì là bài như của em làm không đúng chuẩn, không đúng cách, cho nên là coi như phải đập lại. Container full à? Đấy, em section à? Ok, bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho bạn Tuấn cách làm đi ha. Tuấn về Tuấn làm. Đấy, cô new một cái file là trang chủ đi ha. Trang chủ.html. Đây, về nguyên tắc của các bạn là các bạn phải dừng bố cục trước. Đấy, dùng thẻ gì cũng được, thẻ div hay header hay thẻ gì đó tùy các bạn. Bây giờ cô nhìn cái bố cục này nhá. Bạn Tuấn đang để cái div container ngoài là đúng rồi. Bây giờ các bạn để cái div container ngoài, bỏ cái lằng nhằng này đi. Đó, bạn phải dừng cho cô một cái div container ở ngoài. Sau đó bạn để ý nè, trên này là có một cái div, menu là một cái div là 2. Rồi, cái slider một cái div là 3. Ok. Nhiều quá, không cần cái này bỏ cũng được. Cái dưới này bỏ cũng được là nhiều quá. Danh mục bỏ cũng được nhá. Đến cái này là một cái div thứ tư. Thứ tư. Đó, ui, cái này bỏ bớt, bỏ bớt, bỏ bớt, đối tác bỏ bớt. Mình chỉ làm cái div này là đủ rồi nhá, Tuấn ơi. Tức là các bạn làm được hết nhưng mà nó nhiều. Làm được hết mà nó nhiều. Được chưa? Nó nhiều thôi chứ không có gì cả. Đấy, đó, bỏ bớt đi. Cái này cũng bỏ bớt đi, mèo yêu, mèo quý này bỏ bớt đi. Đó, bỏ hết. Shop này cũng bỏ hết đi. Làm được, bữa sau tôi chỉ là em tự làm thương hiệu này, bỏ hết đi. Bỏ hết. Rồi, cái này còn bỏ luôn cho tôi. Nhiều quá này. Bỏ luôn. Vậy cứ để cái footer là hết. Footer. Footer thì có thể bỏ cái cuối cùng, để cái giữa cũng được. Nói chung là một cái footer thôi. Vậy là với cái layout này cô sẽ vẽ lại như sau. Cô sẽ vẽ qua pen nha. Hôm bữa cô cũng vẽ qua pen nha các bạn ha. Đây. Cô cũng vẽ thành cái pen nha các bạn. Đây. À, bạn sẽ có một cái khung bao ở ngoài cùng. Đấy, vẽ chơi chơi cho vui thôi. Đấy. Đâu rồi? Rồi, bị đơ rồi. Chả man thật. Đây. Ở đây là một cái thẻ div nha, thẻ div bao hết nha. À, cái này là bây giờ làm được nè. Nếu lớp cô có bần mẫn, lớp cô mới cô nói nè. Các bạn thấy cái thanh ngang này không? Thanh ngang này là nó trượt. Nó trượt đến đây nó dừng. Ủa, nó dừng mà. Ủa, cái này nó buồn mà các bạn. À đấy, nó trượt đến đó nó dừng. Nó dừng, nó không trượt nữa. Thì khi không có JavaScript thì bạn không làm được. Nhưng có JavaScript thì bạn làm được. Nó trượt đến cái khi gặp nó cái nó dừng. Đấy, nó dừng. Đấy, giờ làm được nhá. Giờ làm được, hay lắm. Đấy, thì có một cái div nè. Div thứ hai nè, div này nè. Vậy là cô sẽ có một cái div bừ ơi là bừ ở đây. Đấy, có một cái div menu nhỏ nhỏ. Có một cái div slider ở đây. Bừ bừ hơn nha cô gõ. Cô gõ nó nhỏ nhỏ, đó. Rồi, vậy là các bạn có 3 div, 1 div, 2 div, 3 div. Thấy chưa? Đấy, 3 div. Rồi, cái này bỏ. Cái này bỏ luôn, tôi xuống cái này. Tại sao xuống cái này? Bởi vì nó hơi phức tạp một chút, cho nên cô sẽ làm thì các bạn nhìn. Còn cái này dễ quá thì thôi làm gì. Cái này dễ lắm. Cái này thì nó có một div ngang à, kệ nó. Rồi, cái div này nè. Cô để nó một cái div. À, cô để nó một cái div trong cái này. Nó tràn ra hết á, nhưng cô vẽ riêng ra. Đó. Nó hẳn một cái div. Xong cái div này các bạn chia đôi ra. Đây. Chia đôi ra. Bên này trái một div, bên phải một div. Đấy. Các bạn vẽ ra. Bên trái một div, bên phải một div. Đấy. Và dưới footer một cái div nữa là xong. Đó. Tuấn phải dừng được cái layout này, nó mới không bị vỡ. Chứ còn Tuấn mà đang không dừng được layout thì Tuấn còn nhảy hoài. Đấy. Rồi. Ok.
Được chưa? Thành phát hả? Ok, cô sẽ coi cho thành phát nha. Chờ xíu nha. Rồi. Chờ cô một xíu. Cô sẽ coi cho thành phát. Rồi. Trang chủ, trang con, trang form. Rồi cái giỏ hàng nữa Sang ơi. Giỏ hàng nữa, chờ xíu thì nữa cô sẽ làm cho các bạn. Rồi. Đây. Với cái bài này của em, cô sẽ dừng lên như sau. Cứ đúng cái deep này cô làm thôi. Nhá. Một deep, hai deep, ba deep, bốn deep, ba ngoài, năm deep. Đúng không? Vậy là cô sẽ có một deep ba ngoài. Deep đầu tiên cô để thăng. Container. Thực ra để ID là nó họ cô thường dùng ID là để cô code cái để cái cấu trúc structure á, để ID. Rồi một cái deep đầu tiên là cái header. Deep header. Deep thứ hai là deep menu, deep nav. Deep thứ ba là deep slider. Deep thứ tư là cô để deep main. Được chưa? Deep thứ tư là deep main. Deep cuối cùng là deep footer. Tôi bỏ hết rồi. Rút gọn lại thôi. Chứ không có gì á. Rồi. Trong deep main thì có hai deep. Deep left. Và right. Hoặc là content. Left menu á. Đừng đang nghe left thì kỳ quá. Left menu đi ha. Deep thứ hai là deep content. Đó. Rồi. Đủ các cái deep. Một deep ngoài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cái deep. Thấy chưa? Rồi cô bố cục cho em coi nè. Cái này là cái container cô sẽ để cô tạo một set S nha. Cô tạo một set S. Thôi cô tạo luôn trong này đi. Để luôn trong này đi. Style. Style. Đây, container có để dấu thăng. ID là để thăng nhé. Cái này được gọi là selector nha các bạn. Đó. Cô để width. Các bạn có mấy cái đơn giản thôi hả? 100%. Hay các bạn tạm thời để hay để các bạn nhìn thôi. Chứ sau này các bạn để xóa bỏ hay đi để auto. Hay. 700 pixel. Đó. Background. Zero. Ok, cô để cho vui thôi nha. Rồi, cô copy đống này. Nhìn nha. Cái header. Đấy, hay cô để khoảng 100 pixel. Màu của nó là màu red. Cô để xong xóa nhé các bạn. Để cho vui thôi, xóa. Cái thứ hai là cái nav. Nav để khoảng 50 pixel thôi. 40 hoặc 50 pixel thôi. Green. Đấy, cách làm cô vậy á, đơn giản lắm. Rồi cái slider để 150 pixel. 150 pixel. Màu là gì đây? Màu cyan. Rồi chạy cái nha. Cô chạy cho các bạn coi nè. Đấy. Rồi cô để sao margin auto nữa để cho nó sát cái lề nhá. Không auto nha. Đấy, nó sát sơn sàn này các bạn. Được chưa? Rồi. Bây giờ cô từ từ có copy cái của bạn Phát vào à của bạn Văn Tuấn vào này để bạn Tuấn nhìn nè. Nha. Cái header của bạn Tuấn là cái này. Tôi không biết bạn Tuấn viết cái gì. Hey, yeah, format cái cây. Deep đây hả? Deep container 1 hả? Ok, chơi luôn. Ctrl C. Cô copy vào cái deep của cô. Cái header của cô. Coi nha. À, nó thiếu cái CSS thôi. Ok. Nhưng các bạn thấy là nó không bị nhảy nha. À, đây hả?
Index của bạn là dùng cái gì? Style à? Style của bạn là gì? Row. Đã một width 100% thì float left làm cái gì nữa? Không biết nữa. Rồi, container 1 luôn hả? Width 100% hay còn float left. Rồi, cô copy luôn. Cô copy luôn. Cô đang dùng cái gì? Cô copy cái đó nè. Container 1 row nè. Có shirt nè. Có shirt nè. Có logo nè. Có button đúng không? Chơi luôn. Cô lấy những cái gì em đã viết á. Thì cô sửa lại. Cô sẽ không sửa cái của em. Button đâu. Trời trời. Ctrl A, Ctrl C đi ha. Trời ơi, ghê quá thôi. Nhiều quá. HTML cũng để gì không biết nữa. Smooth là smooth để cho nó cuồn đúng không? Cô lấy row trước, container 1 trước nè. Ok. Cô để vào đây. Cancel. Cô để đỡ vào đây. Đấy. Cũng không được cái gì à? Rồi còn gì nữa không? Thấy vô nghĩa quá nhỉ? Search nè. Search nè. Rồi, đấy, ok. Rồi còn gì nữa? Còn hình hả? Mèo mèo logo hả? Logo IMG nè. Ok. Cô để đỡ đây. Đấy, có vẻ ổn hơn. Rồi. Không nhảy nha, không nhảy nha. Đấy. Rồi, tôi chơi luôn cái nắp. Lấy luôn cái nắp nè. Deep menu nè. Deep menu nha. Ghê. Còn row container 2 mới ghê chứ. Đó. Cô cho cái nắp nè. Đấy. Cô đang lấy cái của em. Rồi. Rồi, tôi có lấy set em của em nè. Set em của em nó có menu nè. Rồi, cái menu. Bắt đầu từ cái menu đổ xuống. Đây. Đấy, bạn cũng rất là đàng hoàng ở chỗ bạn để cái comment đây là các bạn biết là khi làm menu thì tôi sẽ lấy cái menu này, hover. Menu con, ok, lấy hết. Đấy. Các bạn làm thế thì tôi copy, các bạn thấy không? Khi các bạn copy được cái gì nó cũng tương đối dễ ha. Đó, chạy lại nè. Ủa, nằm đâu rồi? Đây. Nó nằm ở dưới này. À, tại vì chữ nó đang màu trắng. Nó bị đẩy. Nó bị thằng trên đẩy xuống. Cô đẩy xuống cái thằng này đi ha. Cô đang để cái thằng này là width là 100. Thì tôi không, cô sẽ không để width. À, hay 100 có thể auto đi ha. Nó từ đầu nó sẽ đẩy xuống. Thấy không? Ê! Nó không đẩy xuống mà nó đẩy lên. Để auto thì cái thằng này cô... Tại vì bạn float quá. Tôi không hiểu sao float lép chi. Để width 100% sao float chi không biết nữa. Đây. Đang không hiểu cái hiểu cái của em nữa. Search float lép. Rồi ok, nó khác liền thấy không? Bỏ float lép đi thì nó mới đẩy xuống. Không thì nó sẽ bị trôi lên. Đó. Đang tạm thời không bị nhảy. Nha. Đấy. Các bạn thấy không? Nó không bị nhảy. Nó vẫn nằm ở trong cái khung của cô. Có nghĩa là cô đang chứng minh cho bạn Tuấn thấy là khi em dừng được bố cục rồi thì em điền cái gì đó vào nó cũng không bị nhảy bố cục của em được. Cho nên cái background nó không trồi một miếng ra ngoài như em khi nãy được. Hiểu ý không? Đấy, nó vẫn nằm trong này nhưng cô đang để coi tại sao nó em cho kích thước kiểu gì mà nó nhảy, nó đẩy xuống nè. Đấy, là do cái menu sao này. Đó. Padding gì... Padding gì dữ vậy? Padding 100 top left top bottom left right gì dữ vậy? Padding nhiều quá này. Bỏ cái này đi nha. Đấy, nó đẩy lên à, khác liền không? Đấy, em để padding dữ quá này. Ok. Đang không hiểu là cái padding gì dữ vậy. Thấy nó vô rồi đó. Sửa cái padding này của em cái rồi. Vậy là nó do, có phải do cái padding này không? Đấy. Padding quá trời pad nè. Rồi quay lại cái trang của em cái cài.
Để trang của người ta. Trang của em đây. Chạy lại được không? À, nó đỡ, nó chạy ra đây. Ok. Vậy sao mà nó dư miệng ta? Nó chạy quá trời, dữ cái gì? Nó bị đẩy nè. Mà nó bị đẩy cái này là có để margin cái gì không này? Nha, em có thể để margin cái gì đó. Nó quá đà không? À. Đấy. Cô nói em là cô mà coi lại của em là cô phải không không ai để quýt nha các bạn, để 100%. Sao plot lab. Thôi coi của em mất thời gian lắm. Em hiểu cô không? Đấy, cái này thanh thanh sơn nó sẽ bật đến như vậy. Cô phải mò, coi của em nó cô phải mò. Mất thời gian, cho nên là thay vì coi của em thì làm lại từ đầu nó ngon hơn. Nhá. Đó. Thì em phải bố cục trước. Rồi, cái bố cục khó là cái này. Cái left, cái right. Cái trên là cô để nguyên nha. Đấy, để em phải bố cục trước. Sau đấy em mới điền nội dung thì nó sẽ không bị nhảy, không bị lỗi. Và cụ thể là cái của cô đây này. Em để cái gì trong nó vẫn nằm trong cái khung. Bây giờ em chỉ sửa lại những cái trong thôi. Chứ còn mà nội dung nó vẫn lọt ở trong khung. Đấy, là do em đừng bố cục rồi. Cái bố cục này nữa nè. Bố cục này nữa nè. Đấy, bây giờ đến cái thằng nào. Đến cái slider rồi. Bây giờ đến cái footer. Đúng không? Đến cái slider rồi, đến cái gì ạ? Nav rồi, đến cái slider rồi. Đến cái main. Và cái footer. Copy thôi. Đây. Còn cái main và cái footer. Cái này là cái main. Cái này là cái footer. Cái main em đặt là 350 pixel. Cái này em để là wide. Còn cái này em để footer là 50 pixel. Black. Như vậy đi. Đó. Đây, wide, black. Cô để cho vui thôi nhé. Cô để cho vui thôi. À, các bạn sửa xong. Cái này là do nhu cầu các bạn vật sửa thôi. Cô để cho vui thôi. Rồi, ok. Vậy anh này cô chia đôi ra một bên trái, một bên phải. Vậy là cái main này cô sẽ phải chia đôi ra. Đây, đó là cách. Đây là cách chia nhé. Đây, nhìn này. Cô coi cái mẫu. Đây, cô coi cái mẫu. Cô sẽ chia đôi nó ra. Cái này cỡ 300 pixel. Cái còn lại có lấy 100% trừ 300. Đấy, cái left. Đấy chưa? Cái left menu. Left menu. Cô để width không phải 100% mà cô để 300 pixel. Đấy. Hoặc các bạn để 20% hoặc 20% vậy, nhưng mà cô muốn cố định cái ba cái này ra hay vẫn giữ nguyên. Và cái này để cho cô là blue. Đấy, nó sẽ ra cái thằng này. Đây, blue. Được chưa? Rồi. À, cái right. Cái content. Phải content không? Đấy. Left đây, content. Cái content này cô đặt nó là lấy là 100% cô chia ra. Cô trừ. Cô trừ cho 300 pixel. Đấy, cô trừ cái còn lại. Cho nên khi nó có giá nó không bể. Hay vẫn từng này. Cái này là line size đi ha. Okay, đi. Đó. Nó đẩy xuống này các bạn. Đây, cái màu đẩy xuống này. Và bây giờ muốn nó đẩy ngang thì các bạn, cái này mới cần float left này. Cái khi này 100% thì không cần float left. Cái này mới cần float left này. Đấy, dùng float left các bạn dùng cho nó chính xác này. Không dùng nó phí lắm. Nó sai nữa. Nó sẽ ảnh hưởng đến bố cục. Đấy, nó ra rồi. Hai màu này. Đó, trái phải. Rồi, khi các bạn thu nhỏ phóng to thì kích thước nó không đổi. Nó không bị co giãn thôi. Nó hơi bị lag nha các bạn. Đây, các bạn kéo lên trên nó cũng vậy. Đây, các bạn đừng đặt fix kích thước.
Các bạn đừng đặt fix kích thước, nó đẩy xuống thôi nhưng nó không bị vỡ nha các bạn. Đẩy xuống là do các bạn fix kích thước á, nó không đủ kích thước, nó tràn xuống thôi. Đấy, các bạn sửa lại cái nội dung các bạn lại là được. Đấy. Ok chưa? Sửa lại mấy cái này cho cô. Là ok. Khi thu nhỏ thì cái menu nó sẽ phải đổi. Còn nó menu để nguyên là nó sẽ bị đẩy. Đó. Ok. Vậy là bây giờ giả sử như các bạn làm cái nội dung bên này. Đây. Các bạn làm cái nội dung bên này. Các bạn làm nội dung bên này, các bạn thấy nó chia thành 3 box. Cái bên này thì dễ rồi nha. Cái bên này thì dễ nè. Chứ thế đẩy xuống, từ nó đẩy xuống, không đủ chỗ nó từ nó đẩy xuống. Còn anh này nè, nó sẽ là 3 cái box, 1 box, 2 box, 3 box. Thì bài này các bạn đã học rồi. Các bạn học ở cái bài web 101 mà các bạn học bài 5 lắp 5 á. Đấy, để tạo được 3 cái box này tôi sẽ làm như sau. Yên tâm các bạn đặt vào chỗ không bao giờ nó vỡ. Đây nha. Đây. Nhìn nha, cô sẽ vào cái content này. Cô sẽ tạo 3 cái column. Đầu tiên là div.column. Các bạn dùng flex được nha. Nhiều bạn hỏi cô dùng flex được không? Hoàn toàn được. Tốt. Dùng flex ok. Đấy, cô sẽ tạo 3 cái column. Đây. 3 column. Có 4 cũng được, 5 cũng được, 6 cũng được, mấy column cũng được. Nhưng cái column này của cô này là cô sẽ đặt nó đây, cô sẽ đẩy nó xuống nào. Đây này, sản phẩm nó nằm đây nhá. Đây. Sản phẩm này. Nó nằm đây nè. Đấy. Thì đầu tiên cái column á, các bạn chỉ cần đặt cho cô 2 cái thuộc tính thôi. À, đặt hay cũng được, không cần đặt hay cũng được. Thuộc tính thứ nhất là các bạn đặt cho cô là width. Nếu là 3 cột thì nó sẽ là 33.3%. Nếu 4 cột thì sẽ là 25%. Và để cho cô cái float left là hết. Float left để cái cột này nó đẩy sang bên. Nó sẽ có, nó đủ chỗ. Nó đủ chỗ rồi. Sau đấy trong column này tôi mới đặt div sản phẩm. Sản phẩm. Đấy. Trong sản phẩm này thì cô đặt cái gì bây giờ? Nhìn nha. Một cái hình. Một cái hình. Những cái lằng nhằng để sau đi. Một cái hình. Đây. Cô save cái hình này về. À, cô đặt vào ở trong cái Zalo đâu nhỉ? À, Zalo nè. Của bản JavaScript nè. Đây, của image nè. Đấy, à, cái hình này, JPG đi ha. Đấy, hình 1 đi ha. Save. Rồi. À, đặt cái hình, rồi cái này cái chữ. Và đấy, cái này thôi. Có 3, 1, 2, 3, còn hover vào xem nhanh thì tính sau. Đấy. Ủa sao tự nhiên cái này nó chạm với cái xem nhanh gì trời. Đấy. Hover vào thì nó mình hiển thì cái xem nhanh cả đấy, cái hover đấy tính sau. Nhá. Bây giờ mình sẽ có một cái hình, một cái chữ và một cái giá thôi. Thế thôi. Vậy cô sẽ để dễ thôi. Img struct.set image. À, hình 1 xong. Rồi, một cái thẻ P để các bạn để là các bạn để class cho cô là cái thẻ P này các bạn để class cho cô là tên sản phẩm. Nội dung sản phẩm hay cái gì đó kệ. Copy cái này. Đấy. Copy cái đại cho nó vui. Rồi, cái thẻ thứ hai là các bạn cũng để thẻ P luôn nhưng class là giá. Thẻ P, class là giá. Ok. Đó, con giá thì từ bao nhiêu kể. Đó, để cho vui. Đó, thế thôi. Đấy, vậy là xong rồi đó. Vậy là các bạn có thể copy ra nhiều cái giống nhau và đổi nội dung thôi là được rồi. 2, 3, 4, 5. Rồi, ok. Xem mình chạy ra cái gì nha mấy đứa. Hay ạ. Nó không có cuộn ngang này. Nhưng mà nó tràn bởi cái gì? Bởi cái hình.
nó tràn với cái hình này nó quá lớn. Chờ xíu, có ngay. Chờ xíu nhờ, nó không bị tràn. Thì nó tràn cái này để tôi nói sau. Nhưng bây giờ, đây, ok, ngon rồi. Thì vậy bây giờ mình qua sửa này. Cái sản phẩm này. À, cái deep sản phẩm nó nằm trong cái deep column. Chấm deep sản phẩm này. Đấy. Chấm deep sản phẩm. Nằm trong deep column để đó đã. Bây giờ cái hình nhá. Các bạn để width 100% này. 100%. Bây giờ cái hình này. Hay lắm. Hay lắm. Đây. Chấm sản phẩm này. Cách một cái img này. Các bạn để cho cô width 98%. Rồi, đảm bảo nó thu nhỏ lại các bạn luôn. Bài mình đây. Thu nhỏ chưa ạ? Thu nhỏ lại rồi. Cái hình tự nhiên nó nằm gọn ở trong này. Nó còn có 98% thôi. Bởi vì sao? Bởi vì đơn giản là cái hình á, là nó bự. Nhưng mà cái nó nằm ở trong cái, nó nằm ở trong cái thẻ sản phẩm. Mà thẻ sản phẩm thì một nằm ở trong cái thẻ column. Cho nên là khi cô đặt cái hình 98% thì nó nằm hoàn toàn ở trong cái sản phẩm thôi. Nó không bay ra ngoài được. Đó, rồi. Cái hình, cái này mà nó tràn xuống á, là lý do là cô đặt cái kích thước của cái main á. Cô đang đặt là fix. Đây. Cô, cái main này cô đang đặt fix là 350 pixel. Các bạn, cái này để auto cho cô. Rồi, cái main của content cũng đang đặt 350 pixel để auto cho cô. Rồi, các bạn quay lại nhìn, nó sẽ có sự khác biệt. Nó đẩy xuống chưa ạ? Nó đẩy xuống. Nó đẩy xuống đồng thời với các bạn thấy là cái footer nó mất này các bạn. Tại sao nó mất? Chỉ cho này. Nó mất bởi vì hai thằng này tôi flat lép nó thả nổi rồi. Mà nếu mà đặt thả nổi mà đặt kích thước á, thì nó còn đẩy xuống mà thả nổi. Không đặt kích thước là nó nổi luôn. Cái footer nó bị đẩy nổi lên trên. Cho nên muốn cái footer này mà chống thả nổi, mình phải chống thả nổi thì mình clear bot. Bạn nào mà học web của tôi rồi á, các bạn sẽ biết cái này. Đó. Đây, cái footer màu đen có rồi này các bạn. Footer màu đen nó nằm đây rồi này. Rồi. Rồi chưa xong. Cái bốc chưa đẹp. Muốn cái bốc này đẹp, tôi sẽ làm mấy cái việc như sau. Thứ nhất là cái content này cô để xóa cái color đi, hoặc là để color white. Đấy, cái background nó màu trắng này. Để màu trắng thì không thấy gì cả. Bây giờ tôi sẽ làm một cái công việc là tôi chỉnh sửa lại cái anh sản phẩm này. Đây. Tôi để là padding 10 pixel. Tôi để là cái margin khoảng 5 pixel. Các bạn thấy nó sẽ có khoảng cách giữa các cái box này. Nhưng mà nhìn không rõ. Bây giờ muốn nhìn rõ tôi để là cái box xa đầu. Các bạn nhớ là các bạn để cho cái box xa đầu, các bạn đừng để border. Tôi thấy rất nhiều bạn để cái border. Để cái border nó xấu lắm, nó cứng. Để cái box xa đầu nó ra một cái nhẹ nhẹ, nhẹ nhẹ, nhẹ nhẹ. Được chưa? Nhẹ nhẹ. Mà tại sao lại margin 5 pixel nó nhảy như sản phẩm. Sao nó gì kỳ ta? Nó không nhảy ta? Bí thằng nào đè? Padding 10 pixel là nó đẩy kích thước vào. Đấy, tại sao thằng này không bị tràn? 100 sản phẩm. Đây, bỏ cái width thằng này đi. Rồi. Đấy, bỏ cái width đi, không để width 100% nữa. Rồi, ok. Thấy chưa? Đẹp chưa? Ngon lành nhá. Rồi, bây giờ thêm cái nữa nè. Cô để cái border radius khoảng 10 pixel. Đấy. Nhìn nó đẹp ngay. Thấy chưa? Các bạn thấy không ạ? Rồi. Các bạn để ý cho cô một cái này. Nó không bị vỡ nè. Cô thu nhỏ thì cái này nó cũng thu nhỏ theo. Thu nhỏ thì cái bốc này nó thu nhỏ theo. Tại vì cô đang để theo phần trăm. Nó không bị vỡ. Thấy không?
không hề bị vỡ. Rồi đây là cái gì ạ? Đây là ba cột. Bây giờ cô muốn bốn cột dễ lắm. Cái này chỗ này cô chỉ để là 25%, nó sẽ ra bốn cột thôi. Ra bốn cột cho các bạn nè. Và nó không hề bị nhảy. Còn muốn kiểu gì nó không bị nhảy. Nó bóp nhỏ lại thôi, nó không bị nhảy. Rồi, cái đó là cái góp ý của cô về cái cách các bạn làm xây dựng trang web nha. Ok, rồi. À, 10 cột hả? Ừ, 10 cột thì chia 10, lấy 100% chia 10. Mong ai làm 10 cột cậu ông ơi? Làm 10 cột nó bé xíu rồi xíu à? Đấy. Ok, thành pháp. Sao thầy Hồ làm náp được mà em làm nó là quá. Sắp ra tiếng Việt và biết thì đừng chết theo. Làm râu được mà em làm nó là quá. Ok. Rồi. Ông copy code y hệt là được. Ok sao? Rồi ok. À cái râu thì phải là như thế này các bạn ạ. Đây. Có những cách để làm râu nhưng mà cô không làm theo kiểu đấy. Mỗi người sẽ có một cái cách làm khác nhau. Cái râu á, cái column á, cái column và cái râu là đang học theo cái bootstrap. Nhưng mà cô không làm như thế. Thực ra một cái deep của các bạn chính là một cái râu rồi. Bây giờ các bạn muốn chia column thì chia giống như cô á. Các bạn chia giống như cô ấy. Thì theo bootstrap thì nó sẽ có 12 cái column. Một row như vậy nó sẽ có 12 cái column. Và các bạn phải set S cho các column như thế. Ví dụ à, cô muốn là cái này chia thành 1, 2, cả. Đây, cả cái này. Cả cái bề ngang này được gọi là một row. Và cô muốn chia bên này 3 phần, bên này 9 phần. Thì cái này sẽ là tương ứng với 3 cột, bên này tương ứng với 9 cột. Thì đó là bây giờ, đây là một row. Nhưng mà giả sử cái này cô lại làm một, trong cái này cô lại làm cái deep, cô lại đặt một cái row khác. Thì trong cái row này cô đang chia thành 4 cột. 4 cột mà tính theo 12 thì cái cục này sẽ chiếm 3 cột, cái này chiếm 3 cột, 3 nhân 4, 12. Nghĩa là theo quy tắc chia của bootstrap, nó sẽ chia một cái row của mình chia thành 12 cột. Row đấy không biết nhỏ hay lớn, nó cứ chia thành 12 cột. Và cả đống này của cô này là 12 cột nhưng cô đang chia thành 4 cột. Thì một cột như vậy của cô sẽ chiếm 3 cột nhỏ. Đã, chiếm thành 3 cột nhỏ. Thì nó cũng vậy thôi, nó cũng chia thành phần trăm. Thì nó cũng có quy tắc của nó. Ví dụ, ở đây cô là... Cô chia cô một kiểu à? Thì cô chia là ví dụ 4 cột thì cô 25%, 5 cột thì cô lấy 20%, 6 cột thì cô lấy, tức là cô sẽ lấy 100% cô chia ra. 3 cột thì cô lấy cứ 100% chia 3 thì nó sẽ là 333.333 gì đó. Nó sẽ ra một cái như thế. Thì tùy các bạn làm, tùy cách các bạn làm. Nhưng nếu như các bạn chia theo row và column 12 cột, các bạn không hiểu là các bạn tiêu ngay. Các bạn phải hiểu được quy tắc của nó. Bây giờ không hiểu quy tắc của nó là chết. Cho nên hỏi tại sao các bạn không làm được? Bởi vì các bạn không hiểu quy tắc thôi. Mỗi người sẽ có một cách áp dụng quy tắc khác nhau. Ví dụ thầy Hộ, thầy sẽ chia theo kiểu cứ một row thành 12 column. Cái đấy các bạn tìm hiểu trong bootstrap ạ. Nó có cách để chia. Nhưng các bạn phải hiểu. Nhá, đừng hỏi tại sao thầy làm được mà em không làm được. À, râu có quyết 100% flat left thôi hả? À, có trang tính tiền. Có. Cái đấy nếu mà cô làm á, thì cô sẽ cho là cái phần tính điểm nâng cao. Nhá. Mấy đứa này thú vị ghê. Mỗi đứa sẽ làm một kiểu, thực ra là khổ lắm. Mỗi ông thầy và cô sẽ làm một kiểu khác nhau. Học ông thầy này thì hiểu này, học bà cô kia thì hiểu thế kia. Nhưng mà bản chất á, thì nó là một nha. Đấy, nếu mà nói về row và column thì bữa nào cô sẽ nói các bạn một cái bài thật là dài. Tại vì là phải nói chi tiết các bạn mới hiểu được. Còn nếu các bạn không hiểu thì thôi làm theo cách của cô đi. Đơn giản, dễ hiểu. Đấy, cái thằng này 300 pixel thì thằng còn lại sẽ là 100% trừ cho 300 pixel.
em thu gọn thì thằng 300 này không thu. Em thu gọn thì thằng 300 này không thu, nhưng thằng còn lại sẽ thu. Thằng này nó sẽ thu lại này, kích thước này nó thu gọn lại này. Đồng ý không? Đấy. Tại sao cô lại để 300 mà không thu? Bởi vì là cô thu nhỏ hết thì thằng này nó bị móc, bị mất dữ liệu. Bị mất dữ liệu nó cực lắm, mất dữ liệu thì nó xấu. Đấy, nó có sẽ những quy tắc để các bạn bố cục, nhưng mà có những quy tắc để bố cục web. Đây. Mình dùng phần trăm thì mình sẽ không bị nhảy, không bị nhảy. Rồi. Ok, có bạn nào hỏi nữa không? Rồi bạn Tuấn nè. Du lịch em có thể book phòng, có thể book dự tour, book phòng khách sạn, book tour, book homestay. Giỏ hàng thì cho nó book một tour bao nhiêu người, book đồng thời các cái dịch vụ. Cái phần một cột ảnh, một cột nhiều chữ hả, chia sao hả? Ok, chi tiết sản phẩm hả? Phải chi tiết sản phẩm không hả Quỳnh Trâm ơi? Hồ Thị Quỳnh Trâm nè. Sang hả? Tùy em. Sang có thể biến tấu nhé. Rồi ok. Rồi. Cô sẽ chạy thử các bạn coi một cái web nè. Cái web mẫu thôi. Các bạn không cần phải làm giống cái web mẫu, nhưng mà để các bạn tham khảo là cái web này, Bootstrap template nè, cái shop nè, cái shop gốc đi nè, origin nè. Đấy, cô chạy cái shop này các bạn coi nè, index nè. Đây là một trang sản phẩm bình thường, hầu như các bạn sẽ thấy ở trên mạng hoặc là rất nhiều nơi nhé. Đây, nó cũng không phải là quá khó nhé. Rồi, cái này là cái slider, là các bạn phải có cái này, được chưa? Hai là các bạn có danh mục sản phẩm là hai cái. Ba là các bạn phải có chi tiết sản phẩm. Bạn Trâm là đang hỏi cái này, đúng không Trâm? Phải không? Trâm trả lời phát coi. Đúng rồi, ok, cô sẽ hướng dẫn các bạn làm cái này thôi. Nó không quá khó. Đây là cái giỏ hàng. Đấy, đây là cái giỏ hàng. Đây là cái check out giỏ hàng. Đâu? Từ từ. Đây là cái contact us, đây là cái form nha các bạn. Đây là một cái dạng form để các bạn phải làm. Các bạn phải có trang form này. Nếu bạn nào cho thêm bản đồ được nữa là cộng điểm nào. Đấy. Đây, hoặc là cái form đăng ký, nói chung là phải có ít nhất một cái form, form đăng nhập, form đăng ký. Rồi có cái check out. Đây. Có cái file này. File mà danh mục sản phẩm á là cái card đây này. Đấy, cái này là giỏ hàng. Cái này là demo về giỏ hàng. Đây. Cái này các bạn dùng deep cũng được mà dùng table cũng được. Nhé. Dùng đi. Thì bạn nào thường cô mới cho các bạn nào làm tới này là cô được cộng, các bạn được cộng điểm. Được chưa? Đây. Thì cái gì cũng có giá của nó. Nghĩa là khi các bạn làm được một trang mà các bạn thấy tâm đắc, các bạn làm được nhiều thì các bạn sẽ thích nó thôi. Rồi, bây giờ còn 39 bạn đó hả? Vẫn đông nhỉ? Đó. Thì các bạn lưu ý cho cô là các bạn đừng có ngại khó mà cứ làm đi. Không được thì mình làm hoàn thiện sau, nhưng mà cứ làm đi đã. Ok không ạ? Thì cái này là cái check out của giỏ hàng để thanh toán tiền, tính tổng số tiền này. Và cái trang này cô đảm bảo các bạn là tính được tổng số tiền bằng JavaScript luôn. Nếu các bạn chịu theo nhá, nếu các bạn chịu theo thì tính ra được tiền này luôn. Và hoàn toàn không phải là con số các bạn tự điền vào mà tính bằng công thức. Tính bằng hoàn toàn bằng JavaScript. Làm được hết luôn. Đấy, nó hay ở cái là các bạn làm được luôn. Đấy.
Thì vậy các bạn cần cái gì nhá? Cô sẽ mô tả lại cái giao cái các bạn nhá. Các bạn cần cái gì? Các bạn cần thứ nhất là cái trang chủ bao gồm một cái slider. Cái menu thì không cần phải drop down menu. À, nhiều giảng viên là yêu cầu phải làm JavaScript, nhưng mà thực ra cái này không cần thiết lắm đâu. Tại vì cái này các bạn không cần JavaScript, các bạn cũng làm được rồi. CSS làm được rồi. Ít nhất là một cái slider. Hai là danh mục sản phẩm. Rồi, ba là chi tiết sản phẩm. Trang này được gọi là trang chi tiết sản phẩm. Không làm quá phức tạp này, những cái này bỏ đi. Các bạn chỉ làm cái khung bên này thôi. Đúng cái khung này thôi. Đây. Đấy. Đây, chỉ cái khung này thôi. Thậm chí mà mấy cái like, cái share này bỏ luôn. Nhưng mà lỡ copy, có copy luôn. Nghĩa là các bạn làm chi tiết sản phẩm. Đây. Rõ hàng em để như vậy. À, không, để trên đi em ạ. Rõ hàng để trên đi. Đừng có để như vậy. Đây. Cái này được gọi là chi tiết sản phẩm nhé. Đây. Đấy, cái này được gọi chi tiết sản phẩm. Đó, cô sẽ hướng dẫn các bạn làm ra cái chi tiết sản phẩm này. Rồi, sau đó thì các bạn làm có một cái nữa là cái đăng ký hoặc đăng nhập. Tức là đăng ký hoặc đăng nhập. Cái form hoặc là cái form contact. Đấy, nhiều bạn có thể để cái bản đồ vào đây được luôn, cũng được. Ví dụ như các bạn ít nhất là phải có cái form này, không cần cái chữ này, nhưng mà để chữ không sao, tại vì cái thông tin liên hệ mà. Thì cô cũng thích cái form này, nhưng mà bây giờ người ta không cần nữa, rút gọn bớt rồi. Cái form này tương đối cổ điển nhé các bạn, cái form này tương đối cổ điển đấy, bây giờ người ta rút gọn bớt rồi, không để phức tạp, nhưng mà tại vì là mình học mà. Mình học cho nên là mình học đủ, hiểu ý không? Đấy, với cái form đăng ký bây giờ đơn giản lắm các bạn, cái form đăng ký đơn giản lắm. Đấy. À mà nhưng mà mình học cho nên mình phải thêm vào. Chứ không phải là mình học mà mình cho ít quá thì không có gì để học. Đúng không? Đó. Rồi tiếp cái giỏ hàng. Cái giỏ hàng thì ở đây là cái đấy, cái này có thể có hoặc không có, cái này không cần cũng được. Đấy, làm cái pop up này không cần cũng được nhá. Không cần đâu. Nếu bạn nào làm được càng tốt, bấm vào đây là hiển thị ra cô. Nếu mà muốn cô chỉ bấm, hiển thị ra cô chỉ cho các bạn luôn. Đấy, mấy cái này làm được hết luôn. Chỉ có điều là cô làm hay không thôi, chứ các bạn thích làm, chơi tới luôn. Chơi tới luôn, cái này luôn. Hoàn toàn các bạn làm được. À, nhưng mà được không làm được cái đấy, các bạn làm được cái này nè. Cái đấy thêm thôi. Đấy, các bạn làm cho cô cái check out này nè. Đấy, ok không? Shopping cart đây nè. Cô zoom nhỏ lại. Đây. Các bạn thấy zoom nó không nhảy nhá. Cô zoom nhỏ lại nè. Thì nó ít nhất là có cái giá nè. Đây, shopping cart này. Làm được hết nha. À, thông tin hàng, thông tin gì đó. Ai hỏi gì cô vậy? Học Dung là mấy giờ mình mới học với cô? 9 giờ nhỉ em? 21 giờ. Đấy, cái này là shopping cart này. Đấy. Đấy, có mấy cái đấy thôi nhá. Còn cái là ok rồi, có form, có chi tiết, có shopping cart, giỏ hàng, có sản phẩm, có cái đấy là đủ rồi. Nhá, đủ rồi. Làm tới đi hả Đức Mạnh? Ok. À, link Zalo GS2 hả? Java 2 của mình là 1 nè. Cái 2 là cái này. Đây, link Zalo của mình nha các bạn. Link Zalo này. Dịch Zalo nào cũng được. À, hỏi Mai có học nữa không hả? Mai thứ tư, cô phải dạy bù 1K6. Cho nên là mai mình sẽ không học. Có thể là thứ năm mình học nhé các bạn. Thứ năm nhé. Thực ra thì cũng đuối đấy. Nhưng mà không sao. Các bạn cứ học là cô cứ dạy thôi. Ok.
Học thứ năm đi nha. Thứ năm nha. Thứ năm nha. Thứ năm học tiếp nha. Rồi, ok. Sao buồn. Thứ năm. Thứ năm học tiếp. Trời ơi, ngày nào cũng lên chắc tôi chết. Cho mấy đứa. Rồi, đi dạy về nè. Cô đi dạy 7 rưỡi về. Cô bay về nhà. Cho kịp quần áo chưa thay các bạn tin không? Đấy, đang mặc nè, chưa tắm rửa gì nè, bay về nhà nè. Thấy không? Cô từ trường về nhà cô là cỡ 13 cây đó, cô đi nhanh để về rồi cô nghỉ ngơi xíu, cô chưa kịp tắm rửa gì ạ. Cô dạy các bạn luôn á. Cho nên là thôi nghỉ ngơi xíu. Mai tại vì mai cô dạy cả 6, cô không dạy được. Chứ còn mà bình thường cũng dạy đấy. Ok. Thật ra là cũng không phải là mệt đâu, nhưng mà không đủ thời gian, không có thời gian thôi, để con tắt bớt cái này đi. Rồi, tiếp nha. Rồi, à, còn bây giờ là 11 rưỡi à? Con ngồi nữa không? Có muốn demo cái trang mà bạn bạn chấm hỏi không? Có muốn demo cái trang này không? Để tắt bớt đi nha. Rồi, có muốn demo cái trang mà bạn Trâm hỏi không? Đây, cái trang chi tiết sản phẩm detail này đi ha. Detail này đúng không? Đúng chưa? Nghỉ lấy sức mai đi học mọi người ơi. Ok, đã nghỉ chưa? Hay là bữa sau demo? Hay là muốn demo luôn? Ok, cho bạn nghỉ hả? Ok, rồi. Rồi, các bạn học tới thì cô dạy tới luôn. Bây giờ vẫn còn 36-37 người ghê người ta. Rồi ok, cô chỉ hướng dẫn các bạn làm cái này thôi. Thì nhiệm vụ đầu tiên là các bạn đao mấy cái hình về nhá, phải có mấy cái hình. Thì hình nào cũng được. Ra để cho vui thôi, hình nào cũng được. Như cô demo luôn à. Thì bỏ cái này đi. Thì bản thân nó là một cái deep. Cô new một cái file là chi tiết nha. Detail nè. Chấm HTML ha. Đây. Đấy, bản thân nó là cái div. Các bạn cứ làm div này xong các bạn bỏ vào bất kỳ chỗ nào cũng được. Thực ra các bạn cứ để cái div này là div detail. Class detail. Ok, chi tiết. Đấy. Rồi, quan trọng là các bạn phân biệt ra nào. Trong cái div này các bạn chia hai cái div, một cái div viền bên trái, một cái div bên phải. Đó, div trái div phải rất là rõ ràng luôn các bạn nhé. Deep trái, deep phải. Ok. Vậy là deep left. Left. Image. Image đi ha. Img left. Đó. Rồi một cái nữa là deep content right. Ok. Đấy. Các bạn đưa vào đấy. Rồi. À, cái này chiếm 4 phần đúng không? Cái này chiếm 6 phần như vậy. Thì các bạn ví dụ như cái detail các bạn chiếm 100%. Style. Cô viết đây luôn khỏi tập file. Chấm detail. Các bạn để width 100%. Cái này để hay nhé. Bởi vì là cái này phải để hay. Tại vì là nó có kích thước rõ ràng. Hay là ví dụ như là 400 pixel. Ok. Đấy, khoảng như thế thôi. 4-500 gì đó. Rồi. Cái này là các bạn 40%. Chấm img left. Là width. Các bạn để có thể là 40%. Đấy. Hay đặt là 100%. Hoặc là đây để auto đi ạ. 100%. Đó. Rồi cái thằng là cái thằng này, cái thằng thứ hai là thằng content right này, các bạn để cho cô là 60%. Ok. Rồi. Các bạn phải để float left thì nó mới nhảy lên. Chắc chắn để cái này phải float left. Ok. Nhiều bạn hỏi cô này, cô ơi sao cô viết enter xuống dòng nó dễ nhìn. Thật ra cô viết một dòng để các bạn nhìn cho nó đủ không gian. Rồi, cái này các bạn có thể để cho cái background để phân biệt nhé. Background.
để cái lưu gì đó. Ok. Rồi chạy nha. Run. Open. Đấy, nó ra đúng này. Ok chưa? Cái này được cái dễ lắm. Các bạn để cái grid này không phải 100 mà các bạn để là 1000 pixel thì nó sẽ từ đầu nó co lại thôi. Tại vì thằng trong nó co lại theo thằng ngoài. Đấy. Đây, nó tự động nó co lại thôi nhá. Rồi để căn giữa cái gì đó thì các bạn để là sao machine, nó sẽ căn giữa các bạn. Machine không auto, đấy, nó sẽ bay ra giữa các bạn. Thì nó không quan trọng đâu, các bạn cứ đặt ở đâu nó sẽ nằm ở đó. Đặt 100 thì nó nhảy vào 100, đặt 1000 nó nhảy vào 1000, nó không ảnh hưởng gì hết, nó không bị vỡ ha. Đấy, cái này cứ để 100%. Không, để 1000 đi ha. 1000, cứ để 1000 đi. Nhìn nó gọn gọn. Ok. Rồi. À, vậy là cô vừa chia hai cột. Một cột 40, một cột 60. Thì ở đây cô sẽ như thế này. Các bạn muốn mà nó có border giống cái anh này nè. Cái anh khi nãy là anh nào? Đây. Muốn có cái border giống anh này nè. Mà tách ra mà không ảnh hưởng gì đến không bị nhảy á. Thì đằng trong nó các bạn phải đặt cho nó một. Một cái inner nữa. Hay lắm, nó phải đặt một cái inner nữa, một cái div nữa. Đấy, div. Đấy. Class là inner life đi ha. Đó. Còn cái dưới cũng phải đặt cho một cái inner nữa. Inner rise. Đấy. Nếu không thì các bạn mà làm gì với nó là nó sẽ bị nhảy. Tại vì anh này tôi chỉ mục đích là tôi chỉ đặt cho nó là kích thước để chia cột thôi. Cột 2, cột 3 thôi. Nhé. Đấy, 40%, 60%. Còn lại nó nằm ở trong cái inner này nè. À. Rồi các bạn nhìn cô đặt inner này. Thực ra là không cần inner left, inner right. Tạm thời để đây cái đã. Inner trước này. Đấy, các bạn nhìn cách làm ha. Cách cô làm này. Cô đặt inner trước đi. Rồi, các bạn để margin. À, 10 pixel. Background. White, các bạn tôi cố tình để white nha. Rồi, width. À, width, 100%. Hay 100%. Đây. Đấy. Để margin đặt width đặt hay 100% thì nó bị nhảy ra. Cho nên chỗ này cô không đặt width đặt hay mà cô sẽ đặt cái box shadow nó nhìn cho dễ ha. Box shadow nè. À ha. 0, 5 pixel. Cái này là để gray đi ha. À, đâu rồi, không có, khoan từ từ nha, không có hay, không có width. Rồi ok, vậy cô sẽ để cho nó một cái nội dung là cái hình img.set image hình 1 đi ha. Đấy, có nội dung thì nó mới nhảy lên. Rồi ok, padding. Các bạn để cho cô cái padding 10 pixel. Được chưa? Rồi cái hình nè. Cái hình cô sẽ để là chấm inner. Img là width 98%. Đấy, nó thu nhỏ lại. Đấy, nó là như thế. Được chưa? Nó đẩy. Thì các bạn thấy là anh này bây giờ mới có, tại vì anh không có nội dung á. Anh này nè. Đấy, có nội dung là nó sẽ đẩy xuống. Ok chưa? Rồi, vậy thì cô sẽ để cái hay. Nha, để cái hay anh này cho nó ok nè. Cái inner nè. Cô sẽ để cho nó cái hay là 90% đi ha. Đấy, nó sẽ có cái hay này các bạn nè. Thấy không? Nó sẽ có cái hay đó. Ok chưa? Rồi, sau này các bạn có thể đặt cái hay cho nó. Rồi. Bây giờ tiếp nào.
Vậy là nếu như bây giờ các bạn bỏ hết cái bao ở ngoài đi thì các bạn sẽ thấy bên trong nó sẽ đẹp. Box shadow. À, border radius 10 pixel. Đấy. Nó sẽ có bo góc. Giờ cô bỏ cái ngoài đi này. Background color đi nha. Cái thằng này mục đích của cô chỉ để là nó căn cột thôi. Ok, đẹp chưa ạ? Khác liền đúng không? Đấy, thế thôi. Cái ngoài là cô để căn nó cột. Khi các bạn zoom to, zoom nhỏ, cột nó không bị ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới. Nó không bị nhảy luôn. À, tại vì các bạn đặt kích thước, cho nên nó mới cuộn đấy. Các bạn để phần trăm. Ủa, nó cuộn do cái gì ta? Nó cuộn, tôi có đặt kích thước nào đâu ta? Cô đặt phần trăm mà. À, xin lỗi, tại vì cô đặt kích thước ngoài này là 1000 pixel. Cho nên nó cuộn, nó ấy. Cô đặt 100% là nó không cuộn, tại vì cô đặt cái này là pixel. Đấy. Cô đặt pixel. Thấy chưa? Thấy chưa? Nó không có thanh ngang luôn. Nó cuộn vô luôn chưa? Rồi. Còn thằng này nó bị tràn. Từ từ, cô sẽ tính cái tràn của nó này. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đặt là kích thước. Bây giờ cái div nào. Ở đây cô sẽ trong div inner này cô sẽ có một cái hình và một cái div của nhiều cái hình. Cô sẽ đặt một cái div nữa. Và trong này là small, img small. À. Và trong này cô sẽ để nhiều cái hình nhỏ. Copy mấy hình nhỏ này cho cô. 1, 2, 3, 4, 5, and thật là thú vị khi mà nó nhảy quá trời nhảy, đúng không? Bây giờ sửa nha. Các bạn nhìn nào, phân biệt nào. Cô đang để là cái NIMG là width 98%. Thì tất cả IMG này áp dụng theo. Bây giờ cô chỉ muốn áp dụng cho một cái IMG này 98% thôi. Thì cô phải đặt là dấu nhọn này. Bởi vì cái dấu nhọn này để chỉ rằng IMG con trực tiếp của nó thì mới được. Rồi, còn những IMG nhỏ này này, cô sẽ đặt cái gì? Nhìn nhá. Các bạn đặt là thẻ div là chấm đây, chấm in cách một cái chấm IMG small. Rồi. Mốc nhọn IMG cái này nè. Mới áp dụng tới mấy cái này. Cô đặt cái width. Chiều ngang cô đặt là 50 pixel. Chiều dọc là cô đặt là 100 pixel. Các bạn nhìn thấy là nó sẽ khác nhau. Thấy không ạ? Sao bự dữ vậy? 100 pixel nó bự dữ vậy? Đó, các bạn để khoảng 70 pixel như đó thôi. Nó nhỏ nhỏ xinh xinh. Ồ, nó sai cái gì? Cô đặt 700 mấy đứa ạ. À, đấy, nó nhỏ nhỏ xinh xinh ở dưới, đúng không? Rồi, bây giờ cái hình này là cô sửa lại xíu. Cô để 98, cô thấy nó bự quá. Cô để là 80% thôi. Còn cái hay đặt nó là 200 pixel đi ha. Đấy, nó nhỏ xinh xinh ở đây. Từ từ. Đấy, tùy các bạn. Cô căn giữa nhé. Cô căn giữa là cô để text align center. Vậy thì cô phải để cái thằng inner này, cô để cái text align center nhé. Để cho nó căn giữa này. Center để nó căn giữa nhé. Căn giữa chưa ạ? Đã căn giữa rồi. Đã căn giữa rồi. Ok, xong xuôi. Cô để cái border, cái hình, cái width. Cái small này nè. IMG small này nè. Cô để là cái gì ạ? Cô để của nó là các bạn muốn đẹp như cái thằng này à? Đâu? À. Không không. Vậy là cái này để hình vuông nè. À, rồi ok ok. Cô sẽ sửa lại thằng này. 50-50, 60-60,
60 60, đúng không? Ok, cô để cho nó là cái bốc shadow 003 pixel gray. Lên chưa? Lên rồi nha. Machine 10 pixel. Ra chưa? Ra rồi. Rồi sống ở đó. Rồi padding. Padding 10 pixel nữa. Đấy, đẹp chưa? Nhưng nó hơi bự, nó tràn hết đằng này thôi. Hơi bự thì nó tràn hết. Nó xóa một đứa, 4 đứa thôi. Ok. Đấy, đẹp chưa? Rồi, chiều cao này các bạn thấy là nó tràn ra ngoài nhé. Tràn ra ngoài thì các bạn có thể để chiều cao của cái thằng in là thay để auto. Thấy chưa? Vừa đẹp. Còn anh này chiều cao thì nó phụ thuộc vào nội dung. Đó. Okay. Còn nội dung này gõ vào thôi. Gõ gì đó cũng được. Đấy. Các bạn gõ vào thôi. Nhiều lắm. Mấy cái này làm không nổi. Khi nào mà rảnh rảnh ngồi cô làm chi tiết cho các bạn. Chứ bây giờ đi làm chi tiết cái này là chết luôn. Làm chi tiết cái này là chết luôn. H1. Đó. Đấy. P để chúng ta kể đại nó đi, để đại nó đi. Đấy, nó cứ nhiều bao nhiêu nó sẽ dàn bấy nhiêu. Và khi các bạn có lại thì nó sẽ cũng có theo này các bạn. Có theo này. Cái này không đủ chỗ nó đẩy xuống thôi. Nên nó có theo này. Đấy, đâu rồi. Không vỡ. Không vỡ. Được chưa? Ok. Còn nếu các bạn mà muốn cái này thẳng đứng á, muốn cái này là ngang nhá, ngang thì dễ nè. Còn cái này thẳng đứng thì cô chỉ các bạn cách nha. Bây giờ cô đổi nó thẳng đứng nè. Thẳng đứng nằm bên trái, cái này nằm bên phải nhé. Đổi nè. Thẳng đứng thì đồng chí này phải đưa lên trên. Đó. Đưa lên trên. Ok. Rồi. Cái image small này nè. Để cho cô là 60 pixel thôi. Width. Width là 70 pixel. Thấy thằng đứng chưa? Và float left nữa là xong. Float left là xong. Nó dễ lắm. Đó. Vấn đề là các bạn đủ chỗ thôi. Để cho nó kích thước đủ chỗ. Tại vì cái này float cho nên nó sẽ bị thả nổi. Nó thả nổi cho nên kích thước của nó bằng kích thước của thằng này nè. Thằng này nè. Cho nó không bằng kích thước này. Cho nên là các bạn phải đo kích thước của nó. Ví dụ các bạn để kích thước của nó dài ra. Đấy. Cho anh này kích thước dài ra. Ví dụ thế. Đấy. Dễ chưa? Rất dễ nha. Thế nha. Nhắc lại nè. Nếu. Ôi cái này nó bị thằng này nó đè mất kích thước rồi. Đè mất thì cái này bị nó là 80 pixel mới đủ cơ. 80 hay 90 gì đó. Nó mới đủ chỗ. Đấy, nó hết đè nhá. Tại vì nó không đủ chỗ, anh đi nhảy sang này nó đè lên thôi. Đấy, nó không đủ chỗ. Đấy, đủ chỗ là xong. Rồi, thì tại sao nó nhảy xuống dọc được? Tại vì cái dip của nó, bình thường một cái dip, cô không cần làm gì cả, từ nó đẩy nhảy xuống. Tức là một cái dip của nó sẽ kích thước, có bên ngang cái này này. Nó có kích thước bên ngang cái này này. Thì nếu như không đủ chỗ, các bạn thu nhỏ nó lại, không đủ chỗ thì đẩy xuống dưới. Đơn giản vậy thôi. Không đủ chỗ thì nó đẩy xuống dưới. Đấy, không có gì cao siêu cả. Cô cho kích thước nó nhỏ lại thì nó đẩy xuống dưới. Mà cô không đặt kích thước. Đây, cô không đặt kích thước. Thì nó lại nằm ngang. Thấy không? Cô không đặt kích thước thì nó tràn hết xong nằm ngang. Đủ chỗ. Tại vì cái hình nó sẽ tràn hết ngang. Đặt kích thước cái nó hết. Thấy chưa? Dễ ẹt. Đúng không? Rồi, nếu như các bạn mà không thích cái này thì các bạn đẩy cái này xuống dưới thôi là xong. Đẩy cái dip này xuống dưới cái hình là xong.
Thấy chưa? Đấy, thì nó sẽ là như này. Ok. Vậy thôi các bạn, nó dễ mà không có gì khó. Các bạn phải đầu tiên các bạn thấy là cô là bao giờ cô phải bố cục cho nó vững, cho nó chắc chắn. Đấy nha, đầu tiên cô phải chia thành hai cột. Cái vòng này là nằm trong rồi nè. Hai cột là hai thằng này nè. IMG left và cái content right là hai cái cột, một cột chiếm 40% và một cột chiếm 60%. Còn cái inner là cái đằng trong của cái cột đó. Đấy. Để mà không bị ảnh hưởng thì các bạn phải tạo ra một cái đằng trong của cột đó. Các bạn làm cái gì đằng trong này không thoải mái vô tư. Bởi vì cái lép này của tôi đã chiếm 40% rồi. Cái lép này bất di bất dịch. Hiểu không ạ? Thì vậy cái mà bị thay đổi là cái này muốn margin padding hay muốn làm gì thì làm. Bởi vì khi các bạn margin padding thì nó sẽ ảnh hưởng đến kích thước. Mà đến ảnh hưởng đến kích thước mà các bạn không có dừng cột cho nó vững thì nó sẽ bị nhảy, không đủ chỗ là nó nhảy à. Nếu không có hai anh này ở ngoài cùng này thì khi bạn margin padding nó nhảy liền. Nó nhảy mà các bạn sửa không được luôn. Đấy. Nó có một vài quy tắc như thế. Đây cô làm các bạn thấy nó nhảy, nó không nhảy hết trơn nhé. Làm gì thì làm, nó vẫn nằm ở trong mấy cái cột này thôi. Hai cái cột này thôi. Nó không bị vỡ cột luôn. Đấy. Cái thằng này thì do nó không đủ chỗ. Đấy, nó đẩy. Đó, thế thôi. Còn muốn mà thu nhỏ cái này, nó thu nhỏ theo thì cái này các bạn phải đặt, không đặt được kích thước fix mà phải đặt phần trăm. Cái này không cần thiết phải đặt phần trăm nhá. Mình có cách khác. À, flex được nha em, tài lộc flex hoàn toàn được. Tất cả những cái cô làm là toàn cơ bản hết. À, làm sao để click để vào trang chi tiết thì các bạn vào cái trang ở trang danh mục á, các bạn để cái đường link cái sản phẩm á, các bạn để cái đường link đây. Cái sản phẩm đây. Các bạn để cái đường link thẻ A vào đây nè, thẻ A vào hình hoặc là vào cái thẻ deep. Đấy, đây là đang để thẻ A vào cái hình này thì bấm một cái hình nó sẽ nhảy thẻ A. Hoàn toàn dùng thẻ A thôi các bạn nhé. Thẻ A vào trỏ đường link tới là được thôi. Rồi. Đấy. Cứ làm đi, cần thì bữa sau cô chỉ. Rồi ok. Flex hoàn toàn được nha. À. Flex và display block nó khác gì nhau hả? Khác chứ. Nó display nó có nhiều loại lắm, thì có display block, à display block và display inline. Display block là nó thêm dấu xuống dòng đằng sau thẻ. Display inline là nó xóa dấu xuống dòng, bản chất nó xóa dấu xuống dòng thôi, nên nó nằm bình thường các thẻ á, nó sẽ có dấu xuống dòng. Thì bình thường inline cái nó bỏ dấu xuống dòng thì nó nằm ngang, thêm dấu xuống dòng nó thẳng đứng xuống, nó enter xuống dòng á, nó xuống dòng xuống. Còn flex là cái hiển thị theo hàng và cột, và nó là một cái mới. À, nói chung là flex là một cái mới nhá. Flex là một cái mới. À, mới thì không phải là bây giờ mới nữa, nhưng mà mới hơn so với cái cô đang làm. Nhưng mà tùy ha, các bạn tình huống nào các bạn dùng flex, có những tình huống các bạn xử lý được, có các bạn không quen xử lý, các bạn không làm được à, thì nó sẽ khó bố cục. Còn bạn nào làm được flex là ok. À đúng rồi, có cả grid nữa, chính xác, có cả thằng grid nữa nha. À, nó giúp các bạn responsive luôn. Thì các bạn đây, cách học này, các bạn vào W3 School thôi, đơn giản lắm. Các bạn vào W3 School. Đấy. Các bạn vào W3 School, xong các bạn chọn cho cô cái này, set S nè. Đấy, các bạn khoan đã, quan tâm đến JavaScript nha. JavaScript các bạn làm mấy kiến thức cơ bản trước thôi. Đây, ở đây nó có hướng dẫn cái Flexbox nè. Flex đâu nhỉ? Đây. Flexbox nhé. Xem này. Nó nhiều thứ hay ho ở trong này đấy. Flex container, flex item, flex responsive nè. Rồi, trong responsive nó có grid view nè, các bạn lưới nè. Các bạn, đây, nó chia 12 cột đó các bạn. Đó. Thằng lưới này chia thành 12 cột nè. Nó giúp các bạn bố cục luôn nè. Đấy, khi nãy các bạn hỏi cô là chia cột là nó đó. Đấy. Nhưng mà phải hiểu quy tắc của nó nha. Đây. Như nếu mà chia bên này hai cột thì cột này cột 3 thì ở dưới 3 với 3 là 6. Thì ở dưới 2 ở giữa này nó sẽ chiếm 6 cột.
Đấy, đơn giản vậy thôi. Và cứ mỗi râu nó lại là 12 cột, mỗi râu nó lại là 12 cột thì cái đấy được gọi là lưới. Hoặc cách chia này cũng được các bạn nhé. Đấy, 25%, 75%. Đấy, tùy các bạn thôi. Đây, và chia chia cột này, 12 cột này. Thì phải là có các bạn lấy 100 mà chia cho 12 nó ra 8,333333. Đúng không? Cột thứ hai thì double nó lên. Cột thứ ba thì vậy cứ như thế thôi. Đơn giản vậy thôi các bạn nhé. Ở đây nó có quy tắc thì các bạn chia width thôi, giống như cái cô chia width column khi nãy thôi. Khi nãy là cô chia 25% là 4 cột, đúng không? Đúng chưa? Có phải là 4 cột, có phải là 3 không? 12 chia 3 phải 4 không? Hợp lý chưa? Cũng như nhau à. Cách dùng thôi, bản chất nó như nhau thôi, không có gì khác. Rồi. Thú vị quá, các bạn là tuyệt vời. Vẫn còn 30 người xuất sắc. Có video hướng dẫn kỹ ở F8 web và trên Zoom có mấy ông demo nhiều hơn. À, không đủ sức học thì thôi nhá, làm từ từ thôi, không sao hết. Rồi, ok, cảm ơn Duy. Đấy, mọi người vào đây luyện tập dùng Flex cũng thú vị nè, tuyệt vời nha Duy. Ok. Ok. Tôi thấy ai cũng sai Flex mà không hiểu là sai cái gì cũng được. Đây, muốn mà hiểu Flex thì cứ vào đây đọc thôi em. Đây, bản thân một cái display Flex á, là nó giúp em đưa các item, cái này được gọi là các item, theo nó liệt kê theo hàng hoặc theo cột. Đúng không ạ? Theo hàng hoặc theo cột. Đó, ví dụ như thế, Flex element, mỗi cái cục 1, 2, 3 này là các element mà nó có thể. Đây, 1, 2, 3, Flex container này, đó. Thì các bạn chỉ cần nhấn cái try it yourself này, các bạn sẽ thấy này. Đấy, ví dụ cái này em để là cái div phía ngoài cùng này nè. Em chỉ cần flex cái div ngoài cùng thôi, thì trong tự nhiên nó nhảy theo ý của em. Đó. Đây, flex. Bình thường flex mà không nói gì, nó nhảy theo hàng cho em. Đó, ok chưa? Đấy, cái container này, các bạn để flex cái, nó sẽ nhảy theo hàng. Bây giờ các bạn flex, xong các bạn display flex, xong các bạn dùng cái gì ạ? Dùng cái gì để hiển thị column ạ? Ai ạ? Ai hỗ trợ cô ạ? Có ai hỏi cô ở đâu? Coi nào. Đây. À, flex digestion chính xác. Rồi. Đấy, có nhiều bạn là làm rất tốt rồi. Thì cái JavaScript rất khỏe. Đấy. Thì các bạn có thể coi ở đây này các bạn. Đây, chi tiết vào đây. Ok. Rồi, ví dụ ở đây nó sẽ có hướng dẫn kỹ hơn các bạn nè. Đây có direction nè, có wrap nè, có flow nè, có justify nè, có align vân vân. Đó, nó có hết. Nó căn trái, căn phải, căn giữa, rồi căn đều, tùm lum, đủ thứ. Không xa, không thiếu cái gì. Các bạn có thể coi ở đây. Có thể chia bao nhiêu cột. Đó, ok chưa? Đấy, flick row này. Đủ hết nha. Đấy, về coi đi nhá. Đấy, làm nhiều nó sẽ quen, làm từ từ nó sẽ quen. Bây giờ chưa làm thì các bạn thấy là lẫm không hiểu. Làm, thường các bạn làm sai, xong bạn sửa, sai sửa các bạn tự hiểu à? Tự nhiên hiểu sâu sắc hơn. Nhá, đừng có ngại. Rồi, ok. Tiếp nha. Xong rồi. Bây giờ cô đã demo xong các bạn rồi. Còn những cái khác các bạn có thể tự trao đổi. Về coi lại video nha. Đấy, cô đã giải quyết xong cái vấn đề cho các bạn rồi. Thì các bạn về các bạn coi lại video để làm tiếp nhé. Đây. Đấy, các cái container, cách các bạn vận dụng, các bạn hiểu code, các bạn hiểu cái set S, các bạn sẽ vận dụng được. Thì các bạn lưu ý nè, mình chỉ quay đi quẩn lại có mấy cái set S thôi. Đó, các bạn thấy là width, height,
slot hết, background hết, margin padding hết là các bạn đã giải quyết được vấn đề rồi. Không có một cái CSS nào quá cao siêu. Đúng không ạ? Đấy, quan trọng là các bạn biết đặt để như nào cho hợp lý thôi. Đó, thế thôi. Nhá. Rồi. Rồi, ok. Nghỉ nha. Chúc các bạn ngủ ngon nha. Để cô stop nha. Stop share. Quá tuyệt vời. Vẫn còn rất nhiều người. Rồi, chúc các bạn ngủ ngon. Bye bye. Ui, hơn 12 giờ rồi các bạn ơi. Dã man thật đấy. Học gì mà 9 giờ đến hơn 12 giờ. Cô quên học Duolingo rồi mấy đứa ơi. Quá mất Duolingo của cô rồi. Trời ơi, sao kệ nó đi. Quá này thôi. Dã man. Rồi, bye bye.